Và cái buổi tối hôm nay đó thì mình có mời đến đây đó là chị Dạ Xuân Trang. Chị mình với chị Trang đó là mình gặp nhau là được đến nay là khoảng 5 năm rồi. Thì mình còn nhớ là cái lần đầu tiên khi mà gặp chị Trang đó là chị đi học một cái lớp đó là cách kiếm 1 triệu một ngày từ internet. Và hồi đó thì chị Trang là cũng không biết về viết quảng cáo, cũng không biết chạy quảng cáo, rồi cũng không biết về là đánh máy luôn đấy. Các là mọi cái đều rất là mới mẻ đối với chị. Nhưng chị vì thấy đây là một cái tương lai, đây là một cái con đường mà nó, đây là một cái xu hướng trong tương lai đấy. Thì chị rất là quyết tâm học. Và hồi đó đó thì mình thấy rằng là cứ mỗi buổi tối là khoảng 11 giờ đêm thì chồng chị Trang là anh Nhật ấy, thì đều chở chị Trang qua bên chỗ nhà của mình để bắt đầu học và làm. Và lúc đó đấy là bởi vì lúc đó là chị Trang có 2 con nhỏ nên là thường phải cho con nhỏ của mình là ăn uống xong rồi ngủ nghỉ, xong rồi bắt đầu chị Trang dọn dẹp hết tất cả mọi cái rồi bắt đầu mới sang bên chỗ văn phòng của tụi mình và bắt đầu học từ khoảng 11 giờ đêm cho đến khoảng 1-2 giờ sáng. Thì đó là cái khoảng thời gian mà mình thấy đây là một con người có một cái quyết tâm và một cái nghị lực rất lớn, và với một cái khát khao là mong muốn thay đổi và đi đến thành công trong cuộc sống. Thì đến bây giờ đó thì chị Trang đã có được những cái thành tích nhất định ở trong cái công việc về kinh doanh. Đó là bây giờ chị Trang thì có thể đứng lên đó là đào tạo về Facebook rồi viết quảng cáo rồi chạy quảng cáo, và chị Trang được mệnh danh là một người bán hàng rất là xuất sắc bởi vì cái doanh số mà bán lẻ từ cái của chị Trang cũng rất là lớn. Và ngoài ra chị Trang cũng là một người lãnh đạo là dẫn dắt một cái đội nhóm cũng rất là lớn, và chị Trang là một trong những cái leader trong cái hệ thống mà có một cái đội nhóm nó thực sự nó là vững mạnh và cả ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Vậy thì ngày hôm nay chị Trang sẽ có mặt ở đây để cùng chia sẻ với chúng ta về cái câu chuyện làm thế nào để chúng ta ứng dụng thành công trong cái kinh doanh thời 4.0, và đặc biệt đó là chúng ta ứng dụng nền tảng của internet cùng với là nền tảng platform của Nu Skin. Thì bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho chị Trang để chúng ta bắt đầu các bạn. Chúng ta comment nhá, comment là vỗ tay ở dưới cái đoạn livestream này. Và bây giờ xin mời chị Trang cùng chia sẻ và giới thiệu và chia sẻ với tất cả mọi người trong buổi tối nay. Và xin mời chị Trang. Cảm ơn thầy rất là nhiều ạ, đã cho chị hôm nay có cái cơ hội lên đây chia sẻ cùng với mọi người trong cái group hành trình người xuất chúng. Thì thật ra cái tên này rất có ý nghĩa với mình. Thì đầu tiên thì Trang sẽ giới thiệu lại về Trang cho mọi người biết ha. Thì mình tên là Dạ Xuân Trang mọi người. Và đầu đầu tiên cái việc mà mình muốn nói với mọi người là cái lý do vì sao mà mình có mặt hay là mình gắn bó với thầy Linh trong một cái chặng đường hơn 5 năm vừa qua, là bởi vì là mình thấy được những cái giá trị và ở nơi cái nơi này nó khiến cho mình thay đổi. Thì bản thân Trang đến lúc này á, Trang cùng với thầy Linh làm Nu Skin á, thì vị trí của Trang hiện nay đang là Diamond, và liên tục trong những năm vừa qua thì Trang luôn luôn muốn phát triển về bản thân nhiều. Và bên cạnh đó thì cái câu chuyện của Trang á, thì nếu mà kể về cái câu chuyện của mình á, thì Trang sẽ lấy cái chủ đề là vì sao Trang lựa chọn Nu Skin, tại sao Trang lại lựa chọn Nu Skin để mà Trang đồng hành cùng với thầy mình và cùng cùng với lại đối tác. Thì ở đây với mọi người, trong cái quá trình mà thầy Linh kể rằng là trước đây khi mà Trang gặp thầy và Trang học á, và thầy thấy cái sự quyết tâm của Trang á, cứ là 1-2 giờ sáng Trang vẫn xách máy qua bên nhà thầy học cùng với thầy và các cốt. Thì đầu tiên là Trang thấy được cái xu hướng của nó, cứ là cái xu hướng trong cái việc mà công nghệ 4.0 nó phát triển. Và vì cái xu hướng này cho nên nó là Trang mới quyết định rằng là Trang đi theo thầy. Và trong cái thời điểm mà mình gặp thầy Linh á, thì mình thấy được rằng ở đây á, mình học được một cái thứ đó là làm việc với đội nhóm, tức là để làm sao xây dựng được một cái đội nhóm thành công á, thì đó là cái điều mà Trang muốn, và Trang học được cái người thầy của mình ở đây. Cho nên là nếu mà có Trang ngày hôm nay và công việc của Trang được như ngày hôm nay, nó thật sự luôn là phải biết ơn thầy Linh và biết ơn cái môi trường DMX1B. Và đầu tiên Trang sẽ xin phép chia sẻ là cái lý do tại sao Trang lại chọn Nu Skin cùng với thầy của mình. Vì đầu tiên là Trang thấy thầy Linh có một cái tầm nhìn và có một cái sứ mệnh, và học hình như là Trang đi theo thầy vì cái tầm nhìn và sứ mệnh này. Và trong cái Nu Skin nó cũng có tầm nhìn và sứ mệnh mọi người, trong Nu Skin có tầm nhìn và sứ mệnh, và với cái tầm nhìn và sứ mệnh đó thì khiến cho Trang lựa chọn nó. Cái thứ hai nữa là bản thân Trang cũng là một doanh nghiệp, có là trước khi gặp thầy thì Trang cũng bị phá sản và Trang kinh doanh rất là nhiều thứ, kinh doanh truyền thống rất là nhiều thứ mọi người, và cũng lên bờ xuống ruộng luôn. Trong cái quá trình mà kinh doanh đó thì rất là vất vả, phải dùng từ là quá vất vả luôn. Cho nên cái thời điểm mà gặp thầy Linh đó là Trang dùng từ là Trang rất là tàn mọi người,
Như vậy phải dùng đúng là từ đó tàn tạ luôn, là từ nước da cho tới khuôn mặt cho tới tất cả mọi thứ, và nó không có sự happy, tức là trong ánh mắt mình nó không có happy. Thì khi đi theo thầy một thời gian khoảng tầm 2 năm rưỡi, và khi thầy nói rằng làm nu skin thì chị có làm hay không, thì lúc đó mình chỉ nói rằng thầy làm thì là mình làm thôi. Và khi mình vào trong nu skin thì mình thấy được một cái điều, nó gần giống như là cái sự tìm kiếm của mình trong một cái chuỗi thời gian vậy mọi người. Mà mình hay nói rằng giống như cá gặp nước á. Bởi vì trong nu skin nó cho mình được một thứ, đó là mình có thể giúp được đồng đội của mình, họ gia tăng được cái thu nhập của họ, giúp đồng đội gia tăng thu nhập. Đây là cái điều mà có lẽ là cái sự tìm kiếm của Trang trong những cái chuỗi này mà Trang đi kinh doanh truyền thống. Bởi vì Trang thuê nhân viên, Trang không gia tăng được thu nhập. Trang làm, ví dụ Trang làm một ngày Trang chỉ có 24 giờ thôi, và nếu một mình Trang làm thì thu nhập, bản thân thu nhập của Trang cũng không được gia tăng. Cho nên là mà nó lại rất là vất vả, có là nó không có sự tự do. Mình làm chủ nhưng thực chất mình không có làm chủ mọi người, mà giống như là cái công ty đó nó đang làm chủ mình vậy á. Cái quán ăn đó, cái từ quán ăn cho tới cửa hàng cho tới shop thời trang, nó đang làm chủ Trang chứ không phải là Trang làm chủ nó. Thì khi mà mình vào Nuskin đó, thì mình được một cái, đó là mình được tự do, mình được làm chủ cái công việc của mình, rồi mình lại được thỏa mãn cái giấc mơ của mình, đó là gia tăng thu nhập cho đồng đội của mình. Bản tính của mình thì Trang thích là win-win, tức là Trang thích làm việc hợp tác với nhau win-win. Thì trong Nu Skin nó cho mình được cái điều này, có nghĩa là Trang giúp cho người khác hoàn thành được mục tiêu của họ, thì đồng nghĩa mục tiêu của Trang cũng được hoàn thành. Cho nên là khi mà vô Nu Skin mà khi thấy được những cái gọi là cái kim chỉ nam của Nu Skin đi á mọi người, thì và bắt đầu Trang cái cảm xúc của Trang nó có là nó làm rất là quyết liệt, và Trang muốn rằng đây là cái công việc cuối cùng của cuộc đời mình, tức là Trang lựa chọn công việc cuối cùng. Và ngoài cái việc mà gia tăng cái thu nhập cho đồng đội và cho chính bản thân mình á, thì Trang còn được một thứ nữa, đó là đi du lịch nước ngoài. Bạn bản thân Trang thì thật sự luôn là 30 35 năm nhưng mà chưa bao giờ Trang đi đi du lịch nước ngoài cả, tức là chưa bao giờ bước chân lên thế giới, chứ đừng có nói tới những cái bạn trẻ. Cho nên đó là khi mà làm với Nuskin mình biết được rằng những cái đối tác nó cho mình được những cái thứ gì á, thì bắt đầu mình làm quyết tâm hơn để mình làm sao mà năm nào mình cũng phải đi du lịch cùng đối tác, là phải lấy được những chuyến du lịch của đối tác của mọi người. Mà thật ra mọi người biết không ạ, cái thành công ở bên ngoài rất là khó chứng minh. Có nghĩa là giả dụ như mình có tiền đi, nhưng chưa chắc cha mẹ mình đã tin tưởng rằng không biết đồng tiền này nó đến có ổn hay không, hoặc nó có sạch hay không, hay là nó có như thế nào, hoặc là họ thấy mình quá vất vả với công việc bên ngoài, họ cũng sẽ xót ruột. Đó là đang Trang đang nói từ góc độ người làm cha làm mẹ. Bởi vì mẹ Trang thì rất là thương 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 mình và rất là hay xót ruột khi mà mình làm quá là vất vả. Thì trong cái Nu Skin nó cho Trang được một thứ đó mọi người, đó là Trang chứng minh được cái thành công của Trang cho cha mẹ Trang thấy, để cha mẹ Trang yên tâm được về Trang. Vì mọi người biết là khi mà mọi người đạt được những cái chuyến đi du lịch nước ngoài á, mọi người sẽ được lên sân khấu vinh danh. Mà khi lên sân khấu vinh danh như vậy nhé, mình sẽ nắm tay mẹ mình đi, dắt trên cái sân khấu đó, một cái sân khấu quốc tế với tập hợp rất là nhiều nước các bạn. Như vậy thì cái người nhà của mình đó, họ sẽ được khẳng định thêm một lần nữa, và họ tin tưởng ở công việc này, họ khẳng định rằng con họ thành công. Và như vậy thì họ về họ sẽ kể rất là nhiều thứ, bởi vì sân khấu quốc tế nó khác sân khấu trong nước các bạn, cái tầm cũng khác, cái góc độ nó cũng khác. Cho nên nó là cái Nu Skin thật lòng luôn, đến giờ phút này Trang làm việc 3 năm với nó cho Trang quá nhiều thứ, nó cho Trang là mẹ Trang tin tưởng hơn Trang hơn, mẹ Trang tự hào về Trang hơn, đặc biệt là cái sự tự hào. Thứ hai là thu nhập của Trang gia tăng. Thật sự luôn là bé con nhà Trang đó mọi người, là ngày trước Trang sẽ không thể nào Trang nghĩ rằng Trang có thể cho con Trang đi học được những cái khóa học khoảng tầm mười mấy triệu của những thầy nước ngoài. Nhưng khi mà Trang làm Nu Skin thì Trang làm được cái điều đó, là cứ mùa hè thì Trang cho con Trang đi học những cái khóa về huấn luyện hè, hoặc là những trại thiếu niên xuất chúng của thầy Vass. Một học phí như vậy là 15 triệu một bé, và hai bé cũng là 30 triệu. Thì cái thu nhập từ Nu Skin nó khiến cho Trang có thể là cho con Trang đi học được những cái thứ đó, và nó khiến cho con Trang nó cũng phát triển tốt về tư duy và tạo ra được cái nền tảng cho đứa trẻ nữa. Thì thật sự nếu mà không có tiền và không có thu nhập từ Nu Skin á, thì chưa chắc Trang đã làm được, mặc dù ngày xưa Trang cũng kinh doanh, mặc dù ngày xưa cũng kinh doanh, nhưng chưa chắc nó đã cho Trang được cái đồng tiền tốt như vậy. Thì ở trong Nu Skin Trang có tiền, Trang có phát triển bản thân, Trang có được cái kinh tế tốt để lo cho con cái mình, Trang có được cái gọi là sự tự hào của mẹ mình á. Các bạn biết không, cái chuyến đi Úc mà Trang dắt được mẹ Trang đi á, mẹ quay sang Trang và mẹ nhìn vào Trang, mẹ nói rằng bây giờ thì mẹ đã tự hào về con. Cái cảm xúc lúc đó bạn biết không,
nó rưng rưng và nó rất là kinh khủng, và mình rất là mình cứ là mình khắc ghi mãi cảm xúc đó luôn các bạn. Cho nên đó là mình mong muốn rằng đó là những cái bạn trẻ có thể đi ra được nước ngoài, có thể dắt được cha mẹ của mình đi. Sắp tới mình có chuyến đi Nga mọi người, và chuyến đi New Zealand đó, thì làm sao đó để mình phải đạt được chuyến đi đó, bởi vì đạt được chuyến đi đó nó giống như nó chứng minh cho cái danh dự và cái uy tín của mình, và cái con người mình muốn trở thành đó. Thì thành ra khi mà ở New Zealand nó cho Trang được những điều đó, và thật lòng luôn á, để mà có được để chạm được đến New Skin thì không phải tự nhiên chân chạm được đến nó, mà một phần nữa là do môi trường đơ mấy quanh bi mọi người, đơ mấy quanh bi, và đặc biệt là người thầy tuyệt vời của mình là thầy Lê Chí Linh đó. Thì không biết là các bạn có câu hỏi nào không ạ? Với môi trường New Skin, sau đó Trang sẽ xin phép thầy là cho Trang chia sẻ thêm về cái giá trị Trang nhận được, vì sao mà Trang có được cái ngày hôm nay, bởi vì New Skin nó cũng chỉ là cái đòn bẩy thôi ạ. À, là nó cũng chỉ là một cái công cụ để mà Trang có thể có tiền từ Nu Skin, nhưng cái gốc thật sự để mà Trang có thể phát triển như vậy á thì nó lại nằm ở một cái môi trường khác, nằm ở đời máy quanh bi. Cho nên đó là Trang sẽ phần Nu Skin ở đây, không biết mọi người có câu hỏi nào không ạ? Nếu không có câu hỏi Trang chia sẻ tiếp, tại vì không không có thấy được tin nhắn, mọi người không thấy được comment. Chị cứ chia sẻ tiếp đi chị. Chị chia sẻ tiếp đi rồi có câu hỏi nào em sẽ đọc cho chị. Dạ vâng. Ok thầy ạ. Thì cái mà giống như mẹ Trang nói là Nu Skin nó là cái đòn bẩy mọi người. Và cái gốc để mà Trang có được cái ngày hôm nay là nhờ cái môi trường DMS One B. Vì ngay từ đầu khi Trang biết đến thầy Linh là nhờ marketing, nhờ hoàn toàn là marketing và Facebook, và kiếm 1 triệu một ngày. Thì thật ra bây giờ với Nu Skin mình có thể kiếm 3 triệu, 5 triệu, chục triệu một ngày, chứ không còn là con số 1 triệu một ngày nữa. DMS One B nó cho Trang á, là nó cho Trang cái hồi đó Trang ấn tượng với thầy Linh là cái tam giác mọi người, cho nên là hầu như là 6 năm nay đi đâu Trang cũng nói về cái tam giác này, đó là làm người, làm việc và cuối cùng là làm giàu. Thì hồi đó lúc mà Trang lựa chọn thầy Linh và lựa chọn cái môi trường này, cái mong muốn của Trang là Trang được phát triển về bản thân, Trang thay đổi về cái con người của mình, bởi vì trước đó Trang là một con người tự ti, Trang rất là nhút nhát, Trang không dám đứng trước đám đông mọi người, rất là Trang rất là bình thường. Ngày hôm nay có thể mọi người nói rằng Trang giỏi, nhưng thực chất Trang không phải là người giỏi ạ. Mà chẳng qua ở đây là Trang tập luyện, mà Trang thầy nói cái gì Trang làm theo, thầy nói cái gì 100% là Trang làm theo hết, thầy đưa ra kỷ luật gì là Trang chấp nhận hết, và Trang trưởng thành, Trang dùng từ là Trang trưởng thành là nhờ những cái kỷ luật ạ. Và khi mà mình trải qua những cái thứ kỷ luật đó rồi á, mình mới hiểu được rằng là cái người mà họ làm kỷ luật cho mình đó, không phải họ ghét mình, hay là không phải là họ không thích mình hay như thế nào cả, mà bởi vì cái tình yêu thương họ đủ lớn á, thì họ mới làm được cái kỷ luật, họ mới làm được kỷ luật cho mình. Cho nên là cái đầu tiên để mà bản thân Trang phát triển, năm 33 tuổi là Trang biết đến thầy Linh, thì bản thân Trang phát triển là nhờ cái gốc, cái làm người trong cái tam giác, ba tam giác, trong cái gốc của ba cạnh của tam giác, thì cái phần mà làm người nó khiến cho bản thân Trang thay đổi, Trang Trang lột xác, Trang thay đổi hoàn toàn con người Trang, tư duy Trang phát triển, suy nghĩ của Trang phát triển, Trang mạnh dạn hơn, Trang dám hành động. Cái quan trọng là Trang dám hành động mọi người. Thời gian đầu, tức là khi Trang vào Nu Skin, Trang làm việc bứt phá, bởi vì do không sợ gì nữa. Thầy Linh dạy cho mình, môi trường dạy cho mình rằng mình không sợ gì cả. Ở môi trường DMS One B dạy rằng bạn không có giới hạn, tức là cuộc sống này không có giới hạn, giới hạn là do chính bạn đặt ra. Thì thầy Linh dạy NLP, bản thân Trang là người tiếp thu NLP từ từ chính thầy và từ môi trường này, và nhờ cái NLP đó bắt đầu mình lột xác mình hơn, bắt đầu mình thay đổi, và mình có những cái câu lệnh để mà mình biến mình trở thành cái con người mà mình muốn trở thành đó. Có nghĩa là giống như là Trang thiếu cái sự mạnh mẽ, Trang thiếu sự quyết liệt, thì ngày nào Trang cũng nói tôi mạnh mẽ, tôi quyết liệt, tôi cam kết, tức là Trang nói liên tục những cái điều đó. Và các bạn biết không, Trang nói liên tục từ thời điểm biết thầy Linh cho tới thời điểm này là phải là một chuỗi. Trang thấy một điều rằng để mà mình thay đổi và mình nhận thức mình thay đổi, con người mình thay đổi, nó là một chuỗi, chứ không phải rằng nó là ngày hôm nay thầy Linh nói cái ngày mai Trang thay đổi, hay là đơn mét quân bi nói hôm nay cái ngày mai Trang thay đổi, không có, nó không bao giờ có hết cả, mà nó là một sự tập luyện coi như liên tục. Và cái mà Trang ấn tượng ở chỗ là trong môi trường dạy rằng 14 tỷ nó rong thần kinh liên kết, thì muốn nó liên kết, muốn mình trở nên thông minh hơn thì mình phải tập luyện, và mình phải làm đi làm lại liên tục, có nghĩa là mình cứ phải liên tục như vậy thì mình mới có thể là phát triển hơn nữa. Thì cái khiến cho Trang phát triển, con người Trang phát triển, khiến cho Trang trở nên dám hành động mạnh mẽ hơn, đó là nhờ NLP, nhờ môi trường kỷ luật, nhờ cái văn hóa,
Và bên cạnh đó thì kỹ năng của Trang phát triển là kỹ năng về marketing. Thật sự luôn là Trang không có biết gì về Facebook cả. Trang cũng không biết gì về marketing, không biết gì về target, chẳng biết gì hết á. Và khi đến gặp thầy á, và đến cái môi trường này thì dạy cho Trang về cái marketing, cầm tay chỉ việc mọi người, cầm tay chỉ việc trong thời điểm đó, và khiến giúp cho Trang biết rằng là mình cần phải làm sao, mình phải khai phá như thế nào. Nhưng thực sự mà cái mà Trang tâm đắc ở cái môi trường đêm ấy quanh bi mọi người, đó là cái tư duy. Có nghĩa là không không phải rằng đưa ra cái quy trình, cũng không phải là đưa ra cái cách làm, nhưng mà cái tư duy để làm sao mình logic cho nó là nó tốt nhất, và từ cái căn bản đó mình sẽ tự phát triển lên, tự phát triển lên, chứ không phải là một cái gọi là một cái công thức, một cái sáo mòn nào đó mà nó khiến cho não của mình đó, nó sẽ phát triển lên rất là mạnh. Thì cái não phát triển mạnh là nhờ một phần NLP, và nhờ một phần nữa ở đó chính là cái môi trường kỷ luật của đời máy quanh bi tạo ra, và bên cạnh đó thì là công cụ kỹ năng marketing tạo ra. Hồi đó Trang cày marketing ghê lắm mọi người, giống như là Trang được thầy dạy rằng muốn trở thành là một người xuất chúng thì mình phải làm cái việc trong 10.000 giờ. Ngày nào cũng, hồi đó là đi hội thảo, ngày nào cũng nghe thầy Linh nói đó, nghe suốt luôn 10.000 giờ. Nhưng các bạn biết không, Trang vừa rồi Trang mới làm cái tổng kết cho một bạn ở trong team Trang về sale á, gọi là về sale. Và vì sao mọi người kêu Trang là thời điểm đó kêu Trang là thánh sale, là bởi vì các bạn biết không, Trang sale liên tục trong thời gian 4 tháng, tức là từ 6 giờ sáng cho tới 23 giờ đêm là Trang sale. Rồi từ 23 giờ đêm cho đến là 1 giờ sáng là Trang set ad và Trang tối lui. Từ 1 giờ sáng cho đến khoảng tầm 3 giờ rưỡi sáng là bắt đầu Trang đọc, Trang nghiên cứu một sản phẩm. Là cái cường độ làm việc của Trang kinh khủng như vậy. Mọi người nói rằng làm như vậy rồi rồi gì hết, ảnh hưởng sức khỏe thì sao? Thì Trang nói rằng thầy dạy và môi trường dạy rằng làm gì càng làm thì càng khỏe, nó không có vấn đề gì về sức khỏe Đúng cả, cứ làm tới đi. Bởi vì chính bạn là người đặt giới hạn cho bản thân bạn. Cái NLP nó sẽ giúp mọi người, cái NLP rất là kinh khủng ạ. Cái việc mà lập trình ngôn ngữ tư duy nó quá kinh khủng luôn, là cái điều này mình tiếp thu chính từ người thầy của mình. Cho nên nó là khi mà mình làm việc với cường độ như vậy, nhưng tại sao mình vẫn năng lượng từ sáng đến tối, mình vẫn năng lượng từ sáng đến tối, mình vẫn năng lượng. Cái câu mà thầy Linh dạy á là sáng mai tôi phải dậy lúc 4:30 sáng, một cơ thể tràn đầy năng lượng, là xuyên suốt. Cho nói thật với mọi người luôn, 4 năm nay năm ngày nào cho ông nói đó, đêm nào đi ngủ cho ông nói hết. Cho nên là cả đúng một ngày trời Trang hoạt động cực kỳ năng lượng, và không có bị, cứ là không bị đau cảm xúc xuống, tức là luôn luôn ở một cái thế bằng 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 như vậy, hoặc là nó nhỉnh lên, tức là năng lượng mình không có bị đi lên đi xuống. Cái này thì trong team Trang là các bạn có thể chứng minh được điều này, là họ đều nói rằng vì sao mà chị Trang cứ năng lượng cứ giữ được như vậy, thì thật sự ra là nhờ cái NLP của thầy Linh chỉ. Và sau đó thầy Linh đi rủ đi học thêm, các lớp khác thì đi học thêm, tóm tắt lại thầy nói gì thì làm đó, tóm tắt lại là cứ nghe lời làm theo thì nhất định làm được đó. Thì khi trong cái quá trình mà Trang phát triển như vậy và Trang làm việc cường độ vậy, thì Trang tính rằng cái thời gian sale liên tục 4 tháng đó thầy, tức là một ngày coi như là tính ra là chị sale là 16 tiếng, 16 tiếng đồng hồ, và như vậy 30 ngày, 30 ngày là 480 giờ, rồi nhân lên cho 4 tháng là khoảng tầm gần 1.500 giờ. Tức là mình làm việc liên tục như vậy khoảng tầm 1.500 giờ thôi mình đã thấm sale rồi. Muốn chi nếu các bạn làm được 10.000 giờ chắc bạn còn kinh khủng hơn nữa. Nếu làm đủ 10.000 giờ sẽ chắc là một người rất kinh khủng. Cho nên là Đúng. cái đêm ép quân bi nó cho Trang được cái việc kỷ luật bản thân, nó cho Trang được cái việc rằng mình dù mình có làm việc một mình thì mình vẫn không có bị gục ngã, tức là mình vẫn cứ một mặt mình chạy thôi. Là và đặc biệt nữa là trong đêm ép quân bi nó cho mình một thứ, đó là sự độc lập, tức là mình làm việc độc lập hoàn toàn. Thầy Linh cứ là mình có cái vấn đề gì thì mình tham vấn thầy, và mình hỏi thầy xong thầy tư vấn, thì nhưng xuyên suốt trong các quá trình còn lại thì mình phải tự làm, tự làm 100%. Tức là thầy huấn luyện mình trở thành một cái người leader độc lập đó, độc lập thật sự luôn. Và có lẽ là bởi vì qua những cái huấn luyện trong cái biệt đội của thầy á, vì thầy ngày xưa có những cái biệt đội huấn luyện NLP rất là tuyệt vời, và đôi khi là từ 1 giờ sáng 3 giờ sáng là đấu trường leader mọi người, như não mình lúc nào cũng hoạt động liên tục hết, nên là cái cảm xúc của cái việc mà năng lượng mình bị đau nó không có, và xin lỗi là nó không có, mà cứ ngang 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 đều bằng như vậy và phát triển thôi. Cho nên cái việc mà thầy, nếu mà ai có cơ hội học 30 ngày lớp NLP cũng thầy là quá tuyệt vời luôn, bởi vì thầy sẽ giúp cho mọi người giữ, quan trọng là phải nghe theo lời thầy á, và thực hành đúng á, là các bạn sẽ ra được cái kết quả. Bản thân Trang chính là một cái minh chứng từ cái việc thầy training. Bản thân Trang chính là một minh chứng, là một minh chứng sống từ việc thầy training. Cho nên là nếu mà Trang hay nói với gia đình của Trang đó là thầy giống như là một cái vị thuyền trưởng của chính cuộc đời của mình, bởi vì Trang lập ra một cái trang mới là nhờ
nhờ thầy và nhờ cái môi trường đơn mấy quanh bi này rất nhiều. Bởi vì không có môi trường chắc chắn mình sẽ bị tụt cảm xúc, không có cái môi trường dẫn dắt á thì mình sẽ không giữ được cái năng lượng của mình. Cho nên cái câu chuyện ở đây là các bạn cần phải có một cái môi trường, và nếu mà sinh hoạt xuyên suốt trong cái môi trường đêm ấy quanh bi, đặc biệt là những cái chương trình sự kiện do đêm ấy quanh bi tổ chức ra, nó luôn giữ lửa cho mình, luôn cho mình có năng lượng, về hầu như mình hành động sẽ mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Thì đó là những cái chia sẻ của Trang là vì sao Trang chọn Nu Skin. Thật sự luôn là ngoài cái việc Trang có về tài chính á, thì Trang cũng quên nói mọi người là cái sắc diện Trang thay đổi. Sắc diện Trang thay đổi mọi người, là da mặt nó thay đổi. Cái ánh mắt của mình cũng thay đổi, cái rồi cái gọi là cái thần thái, cái thần sắc của mình nó cũng thay đổi. Thì nhờ cái sản phẩm Nu Skin bản thân Trang á mọi người, là Trang sử dụng bên ngoài là khoảng tầm 5 sản phẩm, bên trong là Trang uống khoảng tầm 5 sản phẩm. Có nghĩa là Trang là con người của sản phẩm các bạn. Cho nên nếu các bạn chọn Nu Skin làm việc thì thật sự các bạn phải là người tiêu dùng sản phẩm. Nếu mà các bạn không tiêu dùng sản phẩm, các bạn sẽ không ra đơn lớn được, các bạn sẽ không có bán được hàng mạnh được. Trang bán được hàng mạnh bởi vì là hồi đó là vốn không có bao nhiêu hết, nhưng mình dùng cái số vốn đó vô để mà mình xài sản phẩm, mình tiêu dùng sản phẩm. Mà bạn biết không, hồi đó kể một câu chuyện vui nữa là hồi đó bán R2, uống R2 xong thấy nó thay đổi quá, hỏi thầy Linh là thầy ơi bây giờ làm sao mà quay video bán R2. Thầy kêu thôi chị đi thuê người khác đi, ý là thầy chơi mình xấu á bạn. Xong rồi, nhưng lúc đó là các bạn biết không, là mặc dù thầy nói như vậy nhưng bởi vì bản thân mình được thầy đào tạo à, là trong cái việc đào tạo của thầy á, là trong cái việc đào tạo của thầy á là thầy lại còn có cái gọi là bứt phá giới hạn bản thân đó, là mình được học một cái bứt phá giới hạn bản thân nó rất là kinh khủng. Thì khi mà bứt phá giới hạn bản thân như vậy á thì bắt đầu là thầy nói thì mình làm, tức là thầy nói kệ thầy nhưng mà mình cứ làm, bởi vì mình cứ thử bứt phá giới hạn bản thân xem như thế nào. Và các bạn thấy rồi, Trang không có đẹp, da mặt Trang thời điểm đó cũng không đẹp, nhưng Trang dám, tức là Trang dám hành động các bạn. Trang quay clip, Trang chạy quảng cáo, một ngày Trang bán khoảng tầm là từ 3 đến 7 hũ R2 là mọi người, 3 đến 7 hũ R2 chứ không ít, coi như là số về là gọi tẹt ra luôn. Và mình nó ra số từ cái clip đó, mà cái clip đó thì ai cũng chê Trang cả, nhưng 50% chê, 50% khen. Và cái việc người ta chê cũng chẳng ảnh hưởng, bởi vì cái này mình cũng được học NLP từ từ thầy luôn. Có nghĩa là cái việc mà người ta nói đến mình nó như thế nào nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả, mà việc của mình chỉ việc tiến lên phía trước thôi. Thì đó là cái điều mình được học trong cái môi trường này, tức là bạn xác định bạn là một thủ lĩnh, bạn xác định bạn là một leader thì việc của bạn là tiến lên phía trước và làm việc độc lập, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tức là không có ai bạn cũng vẫn phải làm việc, chứ không phải là vì có người này thì bạn mới làm, có người kia bạn mới làm, không phải. Cái mà giá trị Trang nhận được từ đơn mấy quan bi đó chính là kể cả bạn khi bạn có một mình bạn vẫn phải làm việc thì bạn mới thành công được. Thì đó là chia sẻ nãy giờ của Trang cho các bạn và thầy, coi như kể lại hành trình của mình cho thầy nghe. Thì có câu hỏi nào không thầy, hay là thầy có nói gì Ok. không ạ? Mọi người chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta đặt câu hỏi với chị Trang. Lúc nãy giờ thì em nghe chị Trang chia sẻ thì mỗi lần mà nghe chị nói đó thì vẫn là mình có một cái năng lượng rất là tốt. Tức là bây giờ là cái năng lượng của trong con người chị ấy, nó rất là mạnh. Nên là khi mà mọi người với bản thân không biết là mọi người nghe sao nhưng em nghe là em vẫn cảm thấy rất là năng lượng rồi đấy. Và một cái điều nữa là em muốn hỏi chị là như thế này. Chị có thể chia sẻ cho mọi người đó làm thế nào để mà đi đến được thành công và làm thế nào để mà chị trở thành một, mọi người hay nói là gì, thánh sale đấy, thì chị có thể chia sẻ cho mọi người được không? Nó cụ thể hơn, nó rõ ràng hơn. Để mà chạm đến thành công á, và để mà mình có được cái gọi là cái đạt được cái vị trí như bây giờ á, thì thật sự luôn bản thân Trang là Trang tập luyện,
nếu mà nói tới nói luôn thì cũng chỉ có một điều tập luyện thôi, và cái từ này á là mình bị ám ảnh mà bởi vì cái cách dạy của thầy Linh, bởi vì là thầy Linh cứ nói rằng tập luyện liên tục, tức là đi hội thảo hay là đi nghe thầy dạy, thầy nói còn thứ duy nhất là lặp đi lặp lại liên tục, lặp đi lặp lại, thì mình chỉ ứng dụng theo thôi. Thì thực ra như vậy nè mọi người, cái việc mà chạy quảng cáo á, thì bản thân Trang là trước giờ Trang học cũng có một người thầy thôi là thầy Linh, và Trang từ cái việc học từ từ cái căn bản đó thì Trang mày mò xuống, Trang phát triển thêm lên, rồi bắt đầu là Trang luyện content, tức là Trang luyện viết bài. Mọi người biết không ạ, Trang luyện viết bài rất là kỹ. Bây giờ thì thầy Linh cũng đang luyện mọi người là một tuần liền viết content, còn hồi đó là Trang không có thời gian, nhưng ngày nào Trang cũng phải viết 5 bài mọi người. Ngày nào Trang viết, tức là buổi sáng là Trang sale, buổi tối là ẹt viết content, và ngày nào cũng vậy, phải cho mình là 5 bài để khi mà mình, tức là Trang luyện cho Trang cái cách làm sao mà mình trở thành một cái người viết content xuất chúng. Tức là ngoài cái việc là mình NLP rằng cô là người viết content xuất chúng như thầy chỉ, thì Trang còn phải tập luyện bằng cách, bởi vì nếu NLP không á mà mình không viết xuống thì cũng không có xảy ra được, mà bắt buộc mình vẫn phải tập luyện. Thì Trang tập luyện viết, thời điểm đó là Trang viết khoảng tầm từ 1 giờ đến 2 giờ sáng là viết content á, và cứ thế là viết 5 bài, viết đến mức độ mà mọi người biết mà, viết đến mức độ mà bây giờ thời điểm này của Trang khoảng tầm 10 phút 5 phút Trang xuất ra được một cái content được rồi. Tức là Trang luyện liên tục như vậy trong khoảng thời gian là 3 4 tháng rồi. 3 đến 4 tháng mọi người, bởi vì thông thường một ngày mình phải viết khoảng tầm 20 bài 30 bài, nhưng bởi vì bản thân Trang không có thời gian cho nên là Trang chỉ luyện một ngày đúng 5 bài thôi, vậy thì thời gian luyện Trang sẽ bị kéo dài ra. Thì đầu tiên đó là Trang muốn, thật ra thời điểm Trang khởi nghiệp đó với Nu Skin cùng với thầy Linh là Trang không có vốn mọi người, Trang chỉ có 5 triệu tiền vốn trong tay thôi, cho nên là Trang bắt buộc Trang phải tối ưu về chi phí quảng cáo, và Trang phải bắt buộc tối ưu về sale. Như vậy thì để tối ưu về quảng cáo và tối ưu về sale thì Trang phải tập luyện, tức là Trang làm sao cho chi phí ad nó rẻ nhất, vậy thì làm ad nó rẻ nhất thì phải luyện content, ta bắt buộc phải luyện content, không thể nào chạy đi đâu được cả. Thì viết cứ viết 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 như vậy thôi, thì viết viết thì bắt đầu nó ra bài hay, rồi bắt đầu là Trang phải chấp nhận là cái việc mà phải test test content đó, tức là phải cho chạy. Bây giờ nếu mà mình nghĩ rằng content mình hay nhưng mình cũng không phải là người đánh giá được mà khách hàng nó ra số thì bắt đầu mình mới biết được. Thì là Trang luyện làm sao mà Trang đặt một cái mục tiêu, và lúc đó Trang thầy dạy NLP là content là gì, ra số rẻ, rồi nhân nhân nhóm được ra số rẻ 10.000 một số hay là 5.000 một số gì đó. Thì thời điểm đó lúc đó Trang NLP của Trang đó là lên bài, chiến dịch hoạt động là có số, tức là mình liên tục như vậy luôn, vừa lên bài xong mình kêu hoạt động, rồi hoạt động xong là mình nó vừa nhận nhảy chịu hoạt động đó, rồi Trang NLP viết là có số, tức là mục tiêu Trang viết bài ra làm sao mà cái nội dung Trang viết á khách hàng phải để số điện thoại lại thì Trang mới chịu, còn nếu mà viết ra mà khách hàng không để số điện thoại lại thì Trang vẫn tiếp tục Trang viết tiếp. Có nghĩa là sự tập luyện ở đây nói lại đó là sự tập luyện, vì Trang muốn có được nhiều tiền từ cái việc mà bán hàng kinh doanh online thì bắt buộc Trang phải tập luyện làm sao tối ưu được chi phí quảng cáo bằng cách viết content, bởi vì target thì nó cũng như nhau thôi, nhưng cái content nó sẽ quyết định rằng cái số tiền là nó sẽ rẻ hơn, đúng không thầy, là thầy dạy content rất là kỹ đó. Thì sau đó là khi mà Trang viết content xong bắt đầu á, nó ra số thì là Trang luyện sale. Các bạn biết không ạ, trong khoảng tầm 4 5 cuộc đầu tiên Trang vẫn bị rớt mọi người, vẫn bị rớt chứ không không phải là Trang gọi cái là Trang đậu được liền, nhưng khi rớt xong là bắt đầu là Trang sửa từ chính cái bài rớt của mình á. Có nghĩa là khi sale thì Trang sẽ ghi âm lại cái bài sale đó. Nó sẽ có hai cách, cách đầu tiên thì một là Trang giả lập, cách thứ hai là thầy Linh dạy Trang là tiền đổi tiền, cho nên là Trang cũng có đi vay ít tiền ở Trang chạy quảng cáo, bởi vì vốn khởi điểm có 5 triệu thôi thì vẫn đi vay tiền ở chạy quảng cáo, bởi vì Trang muốn nó nhanh, tức là muốn muốn nó nhanh cộng thêm sự tập luyện của mình nữa, thì Trang chấp nhận tiền đổi tiền. Thì khi mà tiền đổi tiền như vậy á thì là kết quả của Trang đến rất là nhanh, thì số nó ra mọi người, ví dụ Trang giả dụ đi, hơn mình chạy 1 triệu tiền quảng cáo thì nó ra cho Trang một đống số, thì Trang chấp nhận là 1 triệu đó để cho Trang tập luyện, bởi vì Trang tập luyện được trên khách hàng thật của Trang. Và khi trên khách hàng thật mình bị mất tiền thì mình sốc tiền á, thì mình sẽ luôn luôn nghĩ cái cách tối ưu sale, thì đó là cái cách Trang làm. Và sale á, thì là Trang có ngồi Trang sale suốt từ sáng đến tối, từ sáng đến tối trong cái tháng đầu tiên các bạn biết không, là đến nỗi mà Trang sale mà con Trang á ngồi nghe nó thuộc cái bài sale của Trang luôn á, nó thuộc là Trang bán sản phẩm gì, sản phẩm nó như thế nào luôn. Có nghĩa là mình sale liên tục không nghỉ á, tức là cái sự tập trung trong sale của Trang nó 100%, Trang dùng từ 100% trong giai đoạn đó.
Có nghĩa là số vừa ra là Trang bấm máy lên gọi, số vừa ra bấm máy lên gọi, và mình chỉ biết sale thôi, ngoài ra mình không có biết cái gì ngoài sale cả. Và lúc đó là Trang không nấu cơm luôn mọi người, tức là bước chân ra ngoài đường ăn, xong rồi về là số ra sale, vì số ra rất là nhiều. Số ra, khi các bạn tối ưu được cái content như như thầy Linh dạy á, là số ra cực kỳ nhiều, là gọi là Trang dùng từ là mỏi mỏ luôn á, từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ tối là toàn sale không thôi à, sale 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 sale. Vậy thì ở đây á, lý do mà vì sao mà mình sale giỏi như vậy là bởi vì mình tập luyện. Nó có một thứ duy nhất thôi, đó là sự tập luyện. Và nếu mà làm sai thì làm tiếp, làm sai thì làm tiếp, và làm sai thì làm tiếp, thì cái mục tiêu của Trang thì không thay đổi, nhưng cái phương pháp trong sale Trang sẽ thay đổi. Có nghĩa là Trang ghi âm lại cái bài sale đó, sau đó là nếu mà 4 cuộc liên tục Trang bị rớt thì Trang sẽ nghe lại cái bài sale đó, Trang xem thử là cái điểm sai của Trang trong bài sale đó nó nằm ở chỗ nào. Thì sau khi mà Trang nghe được cái điểm sai của mình rồi thì bắt đầu sang cuộc thứ năm là 100% Trang thay đổi cái phương pháp luôn. Tức là mục tiêu của Trang vẫn phải bán hàng, vẫn phải bán được cái máy spa là 13,5 triệu, nhưng quá trình mà sale của Trang thay đổi cái phương pháp, Trang thay đổi cách nói để làm sao đó mà Trang làm sao cuộc thứ năm của Trang phải ra được đơn, cuộc thứ sáu Trang phải có đơn. Tức là cái quyết liệt trong cái việc mà phải có của mình đó, là Trang rất là quyết liệt. Trong trong xuyên suốt mà cái học đó, là Trang học cái phải làm được của thầy Linh đó các bạn. Trang dán cái từ đó đầy hết nhà luôn, đầy hết nhà, bởi vì Trang ấn tượng cái câu chuyện của thầy Linh, là thầy Linh viết là thu nhập 30.000 đô gì đó. Đó thì là người yêu thầy Linh là xé luôn, xé luôn, nhưng thầy Linh vẫn dán lên. Thì sau đó là mình về mình học cái câu chuyện đó bằng cách là mình dán cái từ phải làm được lên. Các bạn biết không, mình dán trên cái trần nhà, rồi mình dán trước cửa, mình dán trước cái bàn làm việc á, là đi đâu cũng thấy cái từ đó đập vào mắt hết. Nó cũng là một cách NLP với mọi người. Và vì cái từ phải làm được đó nó, cho nên mặc dù là lúc đó là Trang làm việc ngay tại nhà và trước mặt Trang là cái giường, nhưng Trang thật sự mận luôn, Trang không được nằm trên cái giường đó quá nhiều tiếng, mà Trang chỉ được nằm trên giường đó khoảng tầm 2-3 tiếng thôi, thì Trang không cho phép mình nằm trên cái giường, mặc dù cái giường đó nó ở trước mặt mình, ở trước mặt mình. Cho nên câu chuyện ở đây là sự quyết tâm và tập luyện. Bạn muốn cái điều gì thì bạn phải tập luyện, chứ còn nếu mà bạn muốn mà bạn nói rằng từ trên trời rớt xuống thì nó chẳng có, cuộc đời này nó không có, mà cái cốt lõi cuối cùng là phải sự tập luyện. Và Trang thấy một cái điều này nó quá đúng luôn, đó là thiên tài thì chỉ có 1% thôi, nhưng 99% là sự tập luyện. Cho nên là khi mà Trang càng tập luyện bao nhiêu thì Trang lại càng giỏi bấy nhiêu. Trang khẳng định luôn là Trang giỏi khi Trang tập luyện, còn xuất phát điểm Trang là người bình thường. Trang nhút nhát, Trang tự ti, và Trang không có dám nói trước đám đông, nhưng bây giờ thì Trang nói trước đám đông ào ào, bởi vì lại tập luyện, với lại DMS1B cũng nâng đỡ, có nghĩa là cho Trang đứng trước đám đông để nói. Khi mà mình có một cái kết quả nào đó thì môi trường sẽ cho mình đứng trước đám đông để nói. Thì khi đứng trước đám đông liên tục như vậy thì tự nhiên cái mình dạng ra, đầu mình trưởng thành hơn đó. Còn câu chuyện về nói về sale chi tiết và sự thành công thì thực sự là về marketing thì luyện content, về sale thì các bạn phải sale liên tục. Mà nếu các bạn muốn nhanh tốt nhất, các bạn nên tìm nổi tiền, đập quảng cáo vô, đập vô, đập vô khoảng nhiều khi 5 triệu 3 triệu, đừng có tiếc tiền các bạn, cứ đập vô. Hồi đầu là học với thầy ở bản thân Trang cũng tiếc tiền, sợ mất tiền á, cái tâm lý bị sợ mất tiền. Sau này khi mà nói chuyện với thầy Linh 1-2 lần, bắt đầu mình mới nhận ra rằng là mình sợ mất tiền đó là mình không có ok, có là mình không có hay, mà mình phải tiền đổ ra tiền, tức là cái quy luật. Thì ra là mình cứ chạy quảng cáo xong rồi mất 5 triệu cũng được, nhưng mình sẽ có bài học, tức là các bạn đừng tiếc tiền, bởi vì giá trị của đồng tiền sẽ đánh đổi ra được nhiều thứ, mà trong đó là cái đánh đổi là bài học thực tế, bài học kinh nghiệm xương máu, là cái mà bạn không thể mua được ở đâu cả, mà bạn phải dùng tiền mình để bạn mua. Nên là sau này thì Trang mới học được một cái bài học rằng là cứ chạy quảng cáo ra số thật quốc luôn, chơi luôn, và mình tự sửa, mình tự sửa những cái số đó là ok. Đó là cái chi tiết mà Trang làm liên tục trong cái khoảng thời gian là từ 4 tháng cho đến là 6 tháng đầu tiên. Ok chị. Em có một cái câu hỏi với chị, và em nghĩ đây là cũng là cái mà mọi người sẽ quan tâm đó. Đó là làm thế nào mà để chị build lên, bởi vì cái việc của thành công của chị đó là ngoài cái việc mà chị viết quảng cáo tốt, chị bán hàng tốt, thì một trong những cái mà mọi người rất thích ở chị và bản thân em cũng thích ở chị, đó là làm thế nào để chị build lên được một cái team nó rất là mạnh, đúng không? Và một trong những cái team nó rất là mạnh và hoạt động rất là hiệu quả, thì chị có thể chia sẻ cho mọi người về cái bí kíp làm sao để mà mình xây dựng được một đội nhóm thành công và vững mạnh, được không? Bí kíp xây dựng đội nhóm thành công và vững mạnh đó, thật ra cái này học mà cũng học từ thầy nữa. Hầu như những cái gì là mình sao chép từ thầy rất là nhiều. Có nghĩa là như vậy nè mọi người, trước đó khi mà Trang gặp thầy Linh á,
Bởi vì mục tiêu của Trang là Trang muốn học cái cách làm việc đội nhóm từ thầy Linh, và đặc biệt là từ những người trẻ. Thì Trang quăng mình, bản thân Trang quăng mình vào môi trường của thầy Linh là 2 năm rưỡi để mà học. Và trong cái học đó thì Trang học được một điều đó là thầy Linh có yêu cầu các leader là phải đọc cuốn Xây dựng đội nhóm thành công. Thì bắt đầu khi mình đọc cái cuốn đó thì bắt đầu là mình làm theo. Thì sau này thì khi mà thầy Linh, năm nay thầy Linh ra cuốn là Hành trình người xuất chúng đó, thì là Trang cho team buổi sáng đọc cái cuốn đó, tức là Hành trình người xuất chúng đó. Bởi vì Hành trình người xuất chúng thì nó phù hợp với team hơn, nó sát hơn so với cuốn Xây dựng đội nhóm thành công, cho nên là cho mọi người đọc cái cuốn đó luôn. Nhưng trong cái câu chuyện để mà mình xây dựng được như vậy thì hồi đó là mình vào trong môi trường của thầy Linh và mình học cái cách làm việc á, cách làm việc giữa con người với nhau, cách đối nhân xử thế. Và trong cái quá trình làm thì thật sự luôn thì mình hay NLP một thứ, đó là mình muốn trở thành một người lãnh đạo đắc nhân tâm. Thì lúc đó mình NLP liên tục cái điều này, rồi sau đó là mình đi tìm leader. Mình cũng bị vấp trong một cái khoảng thời gian là mình đi tìm gà không các bạn, cho nên là nó không sinh ra leader. Sau đó là thầy Linh training lại rằng là mình phải đi tìm leader thì đội ngũ mình mới mạnh được. Thì lúc đó là mình cũng có gặp một vài bạn leader, và cái việc của mình á, thông thường thì những cái người leader các bạn là họ 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 có tố chất sẵn trong người rồi, họ giỏi sẵn rồi. Thì trong trong khi trong công việc của Nu Skill là mình lại đi tìm người giỏi hơn mình bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, cho nên là khi mình gặp được cái người giỏi rồi thì mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ họ. Có nghĩa là mình sẽ luôn luôn là nhúng người mình xuống, là mình sẽ gọi là hạ cái tôi của mình xuống á, để mà mình hỗ trợ cho cái người leader đó. Giả dụ như người leader đó họ có tiềm năng, họ có tiềm lực đi, và lúc này mình hồi đó là giống như Trang có câu chuyện rằng cái bạn đó, bạn Trang biết bạn có khả năng kết nối, bạn đó cũng là một leader trẻ trong team, và Trang nói rằng bây giờ nếu mà em đưa vào đây được 20 người thì chị sẽ hỗ trợ cho em. Thì 2 3 ngày sau bạn đưa về được 20 người, đó là bạn Hoàng Nam. Thì lúc đó là việc của mình là chỉ việc hỗ trợ và support thôi, và ra những cái chiến lược. Một tuần, hầu như thời điểm đó là một tuần Trang họp team một lần, Trang fix các chiến lược lại một lần, tức là đầu tháng là đặt mục tiêu cho các bạn, sau đó từng tuần là mình sẽ họp để mà mình fix cái chiến lược đó lại, và bắt đầu là cho tức là mình kiểm soát với mọi người, gọi là kiểm soát cái việc diễn biến trong một cái tháng đó, để làm sao mà các bạn đạt được cái doanh thu, đạt được cái tiền á, thì mình hay làm như vậy. Và xuyên suốt trong cái quá trình mà làm việc với đội nhóm thì thực sự là mình có kỷ luật, có lúc thì có lúc cương và có lúc thì nhu, cũng không biết cái này nói như thế nào cả, nhưng là lúc cương và lúc nhu, tức là lúc thì mình rất siết thiết quân luật và kỷ luật, từ hít đất cho đến phạt tiền, rồi nhưng những cái lúc mà cần cái sự hỗ trợ tâm sự á, thì mình vẫn tâm sự với các bạn để làm sao mà các bạn có thể thoải mái làm việc nhất. Cái này không biết phải chia sẻ sao đó thầy, vì rồi trong bên cạnh đó thì khoảng tầm mình Trang làm khoảng tầm là 1 năm, sau đó 1 năm á, thì là bắt đầu là Trang có chốt được ông chồng mình vô làm với mình. Thì sau đó mình nhờ ông chồng hỗ trợ thêm đội nhóm nữa. Các bạn biết không, anh Kiệt Nguyễn á, anh nói rằng là Trang chốt được ông chồng vô làm là Trang quá hay luôn. Xong thầy anh cũng nói rằng mình mà chốt được người nhà mình vô làm thì là mình kiểu gì mình cũng sẽ trở thành triệu đô hết đó bạn. Cho nên là đầu khi mình nhờ anh Nhật á, là ông chồng mình á, là làm hỗ trợ thêm về vấn đề đội nhóm nữa, thì một người cương một người nhu như vậy á, thì nó cũng khiến cho công việc của mình nó đỡ hơn. Nhưng cái câu chuyện ở đây á là nếu mà các bạn làm couple á, tức là có cặp đôi làm á, thì các đặc biệt là có người yêu rủ người yêu vô làm, có chồng rủ chồng vô làm, có vợ rủ vợ vô làm, đừng làm một mình, thì lúc này cái con đường bạn đi á nó sẽ dễ thở hơn và nó có thể là nhanh hơn mọi người hơn một tí xíu. Thì nếu mà chia sẻ cái cách làm sao để mà đội nhóm mình nó mạnh và có nhiều leader như vậy thì thật sự là có lẽ là Chị có thể chia sẻ cho mọi người về những cái thách thức mà mọi người có thể gặp phải và cách vượt qua nó như thế nào? thách thức mọi người gặp phải trong lúc làm việc đội nhóm hả thầy? Nếu mà thách thức trong làm việc đội nhóm thì Trang thấy có một thách thức như thế này mọi người, tức là mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng đúng không ạ? Mỗi người sẽ có một cái tôi riêng, mỗi người sẽ có một cái bản sắc thái riêng, một cái sắc thái riêng của cá nhân họ. Như vậy thì việc của mình làm sao mà hãy sử dụng tốt con người, và làm sao mà có thể là gắn những cái sắc thái riêng đó thành vào trong một cái bức tranh. Và
và cái điều quan trọng nhất cho em thấy như thế này đó là mình sẽ hạ cái tôi của mình xuống, mình phải hạ cái tôi của mình xuống để mình gắn kết anh chị em trong đội nhóm của mình, là vì ai cũng cái thách thức đây là cái mỗi một con người có một sắc thái riêng á, cho nên là hay bị đụng độ với nhau trong cái việc mà làm việc giữa con người và con người với nhau, thì đó là cái thách thức. Còn để mà Trang giải quyết những cái thách thức đó thì hầu như là Trang ứng dụng kỹ thuật code của thầy rất là nhiều, kỹ thuật coaching á, là ví dụ như trong khi mà làm việc đội nhóm như vậy á thì có một người đã có vấn đề thì Trang sẽ nói chuyện một một với họ, chứ Trang không có nói chuyện với đám đông, và mình thấy có vấn đề là mình sẽ giải quyết ngay lập tức, thì có vấn đề giải quyết ngay lập tức sẽ gặp cái người đó ngay lập tức. Và Trang luôn luôn dặn đội nhóm một điều rằng bởi vì trong môi trường của Nuskin là môi trường đòn bẩy, thì giả dụ như nếu các bạn thực sự là người khao khát và chủ động thì việc của các bạn là cứ dí Trang, tức là các bạn cứ dí, các bạn cứ hỏi khi có vấn đề, rồi nếu Trang không giải quyết được thì sẽ có thầy Linh, xong có cô Nga, xong thậm chí là có chú Đinh, tức là trong cái môi trường này thì cái đòn bẩy của mình nó tới 4-5 tầng là mọi người, cho nên là mình phải biết tận dụng cái đòn bẩy đó. Vậy thì khi mà các bạn có vấn đề, các bạn hỏi mình không được, các bạn hỏi thêm những người khác nữa, thì đâu đó những cái ý kiến, nhiều ý kiến chung với nhau sẽ khiến cho bạn nhìn nhận công việc này này tốt hơn, và các bạn sẽ gắn kết với nhau tốt hơn. Thì câu chuyện ở đây là có lẽ là mình nên sử dụng đòn bẩy khi mình gặp thách thức, bản thân mình tự giải quyết, và bên cạnh đó có những đòn bẩy hỗ trợ cho mình. Đòn bẩy nó nhiều quá chừng luôn mọi người, nên là mọi người cứ việc sử dụng thôi. Đó, cảm ơn chị. Thách thức À, của có một cái người câu hỏi của mọi người dành cho chị nữa, đó là các bạn hỏi là chỉ cách cho bạn chốt, đây là bạn câu hỏi của bạn Thảo Nguyễn, là chỉ cách em chốt chồng em và người nhà với, chắc chắn. chốt chồng và người nhà. Như vậy nè mọi người, khi mà hai cái công việc nó khác nhau á, thì đầu tiên thời điểm đầu tiên mình sẽ có sự xung đột. Thì khi mà trong quá trình mình có sự xung đột như vậy á, thì thật sự luôn NLP mọi người, NLP học thì lên NLP, vợ thì lên như thế nào, thì bây giờ mình sẽ NLP chồng mình như vậy. Tất nhiên là ngoài cái việc là mình sẽ chia sẻ với chồng mình công việc của mình, thì để cho chồng mình họ họ hiểu, họ thông cảm với mình á, đầu tiên là các bạn phải bỏ cái tôi của mình xuống, bỏ cái tôi của mình xuống ạ. Thứ hai là các bạn phải biết chia sẻ với chồng mình hoặc là với người nhà của mình. Thông thường khi người nhà mình hoặc chồng mình nói một vài câu thì mình sẽ tự ái, mình sẽ suy nghĩ, rồi mình sẽ bướng, mình sẽ chướng lên. Thì thay vì như vậy thì mình hạ cái tôi của mình xuống, mình sẽ có những cái ngôn từ, mình sẽ thay đổi cái ngôn từ của mình. Trong cái này thì Linh dạy rất là kỹ cái ngôn từ trong NLP á, và mình sẽ thay đổi những ngôn từ đó, rồi sau đó thì mình NLP thêm nữa. Và khi mình có sự đồng cảm, mình chia sẻ rõ hơn về công việc mình đang làm. Hầu như Trang thấy một điều như thế này là người nhà bạn không đồng ý, và hoặc là chồng hoặc vợ bạn không đồng ý, là bởi vì họ không hiểu công việc bạn đang làm, bởi vì họ không hiểu được bạn đang làm cái gì. Ví dụ như có những thời điểm là Trang đi làm rất là khuya, thời gian đầu thì anh Nhật anh không đồng ý, nhưng sau đó thì anh Nhật anh hiểu được cái công việc của Trang, thậm chí là anh chở Trang đi luôn, ảnh sẵn sàng đêm hôm ảnh chở Trang đi và đợi Trang đón Trang về, chứ không có bỏ Trang một mình như vậy. Thì khi anh hiểu được công việc, anh hiểu được cái tính chất rồi á, thì tự nhiên là anh sẽ thông cảm và anh sẽ hỗ trợ Trang hết mình luôn. Thì có những giai đoạn liên tục từ khoảng tầm 2 năm nay là anh hỗ trợ Trang rất là nhiều trong công việc cũng giống như trong đội nhóm. Có những các bạn biết không, có những khi là thành viên trong đội nhóm của Trang là con trai á, thì họ chỉ muốn nói chuyện với anh Nhật thôi, họ không muốn nói chuyện với Trang đó, chứ không phải rằng Trang không phải là một cái người super mà ai cũng nói chuyện với Trang cả. Thì có những bạn nữ thì sẽ nói chuyện với mình, nhưng có những anh con trai lại chỉ có muốn nói chuyện với anh Nhật thôi. Thì nhờ như vậy nó cũng cân bằng lại được cái đội nhóm của mình đó. Rồi một điều nữa thì thật sự luôn là bạn hạ cái tôi bạn xuống, bạn chia sẻ, bạn thay đổi về ngôn từ, đặc biệt là thay đổi về ngôn từ, và bạn NLP nữa. NLP rằng là chồng tôi hiểu tôi, chồng tôi yêu thương tôi. Thật ra bạn biết không, Trang NLP anh Nhật liên tục luôn rằng chồng tôi rất là yêu tôi, chồng tôi rất là thương tôi. Và các bạn biết không, là công nhận là ổng thương mình thiệt, ổng cảm cân mình thật, rất là cân luôn. Nên là cái câu chuyện ở đây là dễ bạn phải NLP. Thầy Linh dạy là mình cứ xài thôi các bạn, mà NLP nó là vô tận luôn, các bạn xài thoải mái, xài tẹt ga thì tội gì không xài, đúng không ạ? Có ứng dụng là tự nhiên có kết quả, quan trọng là ứng dụng. Mà bên team DMS NLP là team thiên về thực chiến các bạn, team không có lý thuyết, team thực chiến. Cho nên là hầu như đó là Trang thấy được được một điều rằng các bạn nghe xong rồi về các bạn để đó, bạn không có làm, hầu như là hay bị cái này. Như vậy thì để các bạn muốn các bạn thành công á, thì bắt buộc là các bạn phải thực hành. Team mình từ thầy Linh cho tới tất cả các leader toàn dân thực chiến hết, mà các bạn nghe các bạn để đó, các bạn sẽ không ra kết quả đâu.
nên việc của mình là nghe xong làm theo thôi, thực hành. Thầy Linh nói là 4:30 sáng dậy là cứ 4:30 sáng dậy, cơ thể tràn đầy năng lượng là cứ cơ thể tràn đầy năng lượng, tóm tắt lại là cứ thực hành theo là tự nhiên các bạn ra kết quả. Yeah, rất là hay, tuyệt vời, đúng vậy. Đúng rồi thầy. Hay quá. Chị có thể chia sẻ cho mọi người thêm một chút nữa là cái tỷ lệ, cái thời gian phân bố của chị là khi mà giữa tuyển dụng với có là mình phải vừa bán lẻ này, rồi vừa mình phải vừa tuyển dụng, rồi mình huấn luyện và mình dẫn dắt đội nhóm. Bởi vì bây giờ để đạt được cái thành quả giống như chị thì nó không chỉ đơn thuần là chúng ta bán hàng không, mà chị còn phải dành cái thời gian để dẫn dắt đội nhóm, làm việc với con người, và đặc biệt đó là team của chị vừa có ở Hà Nội, vừa có ở cả thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì bây giờ là chị đã làm như thế nào để mà mình cân đối được những cái đó, đi được cả hai cái mà để chúng ta có được cái sự thành công ấy. Như vậy là cái có lẽ cái chia sẻ này dành cho các bạn mới nhiều hơn. Có nghĩa là thời gian đầu á là mình vừa kết hợp marketing và mình vừa kết hợp Facebook cá nhân nữa. Tức là tất cả khách hàng của Trang khi Trang chạy marketing là Trang đưa vào vào Facebook cá nhân hết thôi, đưa vào Facebook cá nhân hết. Và như vậy thì á hàng ngày Trang đều xài sản phẩm cả mọi người. Vậy thì mỗi một lần xài sản phẩm cắm máy lên livestream thôi, đúng không ạ? Tức là các bạn tức là Trang tranh thủ thời gian. Vì thời gian của mình nó quỹ thời gian mình cũng 24 giờ thôi. Vậy thì mỗi một lần mình xài sản phẩm, mình chạy máy spa, mình chạy máy Lumi, hoặc là mình xài cái kem dưỡng hay Lumi á, thì cứ thế mình cắm máy lên mình xài. Đằng nào mình cũng phải chăm sóc mình mà, và đằng nào mình cũng bán hàng, thì thành ra là mình làm một công đôi việc luôn các bạn. Thì bạn sẽ tiết kiệm được thời gian. Các bạn đừng có quan trọng là các bạn like vào thời gian đó sẽ không có người xem, không sao hết, bởi vì mình cũng có NLP. Các bạn biết không, Giang NLP là livestream là có đơn, livestream là có đơn, livestream là có đơn. Thực sự bản thân đến giờ phút này á, nếu mà một mình Trang bán mà trong một cái cường độ làm việc như vậy á, là bản thân một mình Trang bán được 2.000 điểm các bạn, Trang không tính là các nhà phân phối đại điểm lên, mà Trang tính là riêng một mình Trang thôi là bán trên cái Facebook cá nhân của mình, và từ khách hàng từ chạy quảng cáo đổ về Facebook cá nhân á, vì Trang tranh thủ là như vậy. Rồi sau đó là đó là cái việc bán hàng của Trang mọi người hơn. Sau đó là Trang hướng dẫn đội nhóm kèm á, thì Trang sẽ list ra một cái danh sách. Tức là cái danh sách đó là những bạn nào cần mình nói chuyện bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như là mình sẽ có một list danh sách khoảng tầm 50 người đi. Thì người nào mình sẽ ưu tiên đầu tiên, rồi người nào mình sẽ ưu tiên thứ nhì, người nào mình sẽ ưu tiên thứ ba. Thì Trang sẽ list ra một cái danh sách như vậy trên điện thoại của Trang. Rồi hàng ngày Trang sẽ đặt một cái báo thức rằng là ngày hôm nay mình phải nói chuyện với người này, ngày mai mình sẽ nói chuyện với người khác. Thì khi mà Trang đặt một cái báo thức như vậy thì nó sẽ nhắc nhở Trang làm việc. Cái này là hồi đó học từ thầy Linh. Và thầy Linh đưa ra một cái biểu đồ làm việc trên điện thoại, mình nhìn vô mình mất hồn luôn. Và sau đó là bắt đầu là mình làm theo. Thì khi mình làm theo như vậy á, thì bắt đầu mình thấy hiệu quả nó gia tăng. Có nghĩa là cái tỷ lệ mình nói chuyện một một với họ bắt đầu nó cao hơn, và mình theo sát được mọi người hơn. Hầu như là mình rất là chăm nhắn tin đó mọi người. Và mình hay nhắc nhở hay hỏi thăm đội nhóm của mình xem như thế nào. Hầu như thật sự luôn là cái cách Trang giao tiếp với đội nhóm của Trang là Trang thiên về hỏi thăm nhiều hơn. Trang thiên về hỏi thăm, Trang thiên về sự động viên, Trang thiên về cái việc mà gọi là nếu mà bạn có cái vấn đề gì mà cần cái giải pháp thì bạn có thể hỏi. Thì rồi khi mà họ nhắn tin đó, trừ phi là Trang đang họp, Trang đang dạy, Trang không trả lời. Còn hầu như là Trang sẽ trả lời ngay lập tức với những người mà Trang đã xác định đó là leader của mình, thì là Trang trả lời ngay lập tức. Và rồi cái việc của mình nữa thì mình phân bổ thời gian như thế này nè mọi người. Buổi sáng là mình làm tuyển dụng là từ 9 giờ sáng cho đến là 15 giờ chiều. Rồi từ 15 giờ chiều cho đến là 21 giờ đêm thì mình sẽ bán hàng. Nhưng sẽ có nhiều bạn á, họ chọn tuyển dụng là 80%, 20% chỉ là bán hàng thôi. Thì lúc này Trang sẽ đẩy, Trang sẽ thay đổi, tức là Trang sẽ thay đổi cái khung thời gian cho nó linh hoạt á. Ví dụ như bản thân Trang là 80% là tuyển dụng, 20% là bán hàng. Như vậy thì là cái khung thời gian của tuyển dụng của Trang là một ngày Trang làm việc khoảng tầm là 8 tiếng đi. Thì 6 tiếng của Trang là tuyển dụng, chỉ có 2 tiếng là bán hàng thôi. À, vì Trang có tập thể dục, Trang có tập khí công nữa mọi người. Khí công với đọc sách của Trang là Trang mất 3 tiếng rồi. Cho nên nó là cái việc mà tuyển dụng của Trang thì Trang dành là 6 tiếng. Thì Trang đăng bài, Trang viết bài, rồi Trang chạy quảng cáo. Còn 2 tiếng còn lại thì hầu như là Trang NLP bán hàng. Thật sự luôn là Trang toàn NLP không. Ngày nào mà Trang muốn có 200 điểm là Trang có 200 điểm. Cái này là đội nhóm Trang chứng họ họ thấy được cái điều này của Trang. Bởi vì Trang sinh hoạt với họ hàng ngày, họ thấy là muốn 200 điểm là có 200 điểm, muốn 300 điểm có 300 điểm, muốn 100 điểm có 100 điểm. Đó là sáng sớm á, Trang vừa đánh răng, Trang vừa kêu ngày hôm nay tôi muốn có 200 điểm. Thì bạn biết không, đến khoảng tầm 11 giờ chưa, tự nhiên có khách hàng gọi cho Trang à. NLP nó quá hay luôn. Hay là ví dụ như ngày hôm nay á bạn, Trang viết xuống cái top 5 của Trang á là tôi muốn ngày hôm nay nhân viên quảng cáo của tôi chạy
là 10.000 một một khách hàng. Thì nãy giờ đang livestream với mọi người thì bạn đó nhắn tin cho Trang đang đang chạy 9.000 một số. Tức là các bạn hiểu không ạ? Cái NLP nó rất là kinh khủng và các bạn phải ứng dụng nó để cho cái con đường thành công của bạn nó rút ngắn lại, nó rút ngắn lại và nó nhanh hơn. Thì trong cái việc mà ứng dụng vào cái thời gian của Trang á, thì Trang NLP là tôi muốn là tôi là người có cái nhiều thời gian hơn, cho nên là bắt buộc là mình phải sắp xếp lại khung thời gian làm việc của mình. Giả dụ như một ngày có 24 tiếng thì ngoại trừ giờ thời gian ăn, thời gian ngủ, thời gian tắm rửa thì các bạn trừ những khung thời gian đó ra. Ví dụ như các bạn 24 tiếng bạn trừ ra bạn còn 16 tiếng. 16 tiếng thì trong đó là có 2 3 tiếng tập thể dục đi thì các bạn còn khoảng tầm 13 tiếng. 13 tiếng đó bạn làm cái gì? Thì các bạn nên chia cái khung thời gian đó ra. Và các bạn có những cái cuộc hẹn nào hoặc là những cái lịch của công ty chung rồi bỏ ra. Còn ngoài ra thì các bạn nên chia khung thời gian là buổi sáng làm tuyển dụng, buổi chiều bán hàng. Vì không vì thông thường với một bạn mới á, thì buổi chiều buổi tối số ra rất là nhiều, số ra rất là nhiều, cho nên nó là mình ưu tiên thời gian là thời gian bán hàng. Thì khi mà Trang chia ra như vậy, các bạn biết không, ngày xưa là thầy Linh dạy buổi, các bạn ngày xưa khởi khởi nghiệp với Nuskin á là ban ngày tự Trang bán hàng, ban đêm mình đi dạy, coi như là xuyên suốt một tuần là thầy Linh với các anh chị em là đi dạy hết mà tụi Trang vẫn tuyển dụng được, vẫn bán hàng được. Có nghĩa là có nhiều bạn nói rằng là mình không có phân bổ được thời gian á, là do trong quá trình các bạn không có sự tập trung. Tức là giả dụ Đúng. như bây giờ bạn đang sale đơn hàng đi ha, xong bạn sale xong cái bạn bỏ điện thoại xuống, bắt đầu bạn nghĩ lan man cái gì đó không biết, rồi bạn lại lướt Facebook, rồi bạn đọc tin tức vớ vẩn gì đó không biết nữa, thì cuối cùng thời gian bạn nó bị mất đi mà bạn không biết. Tức là mình hành xử theo bản năng á, mà đi theo cái bản năng đó như vậy á, thì cuối cùng bạn bị lãng phí thời gian của bạn và bạn lại không ra hiệu suất công việc không có. Thì cái hay nhất á, là cái giờ đó là giờ sale thì bạn tập trung 100% vào sale, giờ đó là giờ tuyển dụng thì tập trung 100% vào tuyển dụng, không trong giờ tuyển dụng không làm sale mà trong giờ sale không làm giờ tuyển dụng, thì lúc đó nó mới khiến cho bạn có cái doanh số hoặc khiến cho bạn làm cái công việc hiệu suất nó tăng trưởng lên được. Cái khung thời gian này mình cũng học từ thầy Linh đó ạ. Và vì bản thân mình ngày xưa cũng bị rối về cái này, khi mà mình vừa làm tuyển dụng vừa sale, nhưng sau đó khi mà thầy Linh chỉ cái cách đó xong là mình ứng dụng vô thì bắt đầu mình thấy nó thoải mái hơn và nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mình thì mình sẽ có cái khung giờ là buổi sáng là mình huấn luyện, là buổi sáng mình huấn luyện đội nhóm của mình, và huấn luyện đội nhóm xong rồi thì bắt đầu là mình chuyển sang là mình nhắn tin và tuyển dụng, xong tuyển dụng xong rồi bắt đầu là buổi chiều là mình sale. Thì thông thường thì mình sale thì thời gian sale, trong khung thời gian sale Trang rất là rảnh thì Trang cộng thêm thời gian tuyển dụng trong đó nữa, thì thành ra là cái cân bằng giữa tuyển dụng và sale thì Trang vẫn cân bằng được. Tức là cái cân bằng hay không là do bạn quyết định đó, do sự tập trung của bạn đến đâu đó, và bạn phải tập trung. Câu chuyện đây là bạn phải là người tập trung 100% luôn. Hồi đó Giang được học là nếu mà bạn không có tập, bạn chỉ không phất không không 1% bạn không tập trung thôi thì tất cả mọi thứ nó fail hết. Cho nên là vừa rồi học gặp thầy Alan, Giang cũng xin học một thứ thôi, sự tập trung. Mà tức là sự tập trung là mình phải học liên tục, học hàng ngày luôn á, chứ không phải rằng ngày hôm nay mình tập trung xong cái mình lơ là nó mất, cái ngày mai mình bỏ là các bạn cũng bị fail luôn. Cho nên việc của mình là học tập trung liên tục và mình cứ tập trung từng chi tiết nhỏ một thì tự nhiên các bạn sẽ có một cái kết quả lớn rồi. Tức là tập trung chi tiết nhỏ sẽ có kết quả lớn. Ok chị. Alo. Đây thầy. Dạ. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị rất là nhiệt tình đúng không? Rất là năng lượng. Nói chung là nghe mỗi lần mà em nghe lại những cái bài chia sẻ của chị đó thì mình càng cảm thấy có thêm cái sự hứng khởi bên trong con người mình nhiều hơn nữa. Và chắc hẳn là chúng ta khi mà nghe chúng ta cũng có được những cái cảm nhận đó đúng không ạ? Và tôi muốn rằng là khi mà chúng ta nghe chúng ta học được những bài học gì hay là chúng ta có cái cảm nhận như thế nào thì chúng ta hãy comment ở dưới này để chúng ta tạo thêm cái nguồn năng lượng để cho chị Trang có thể chia sẻ được nhiều hơn nữa cho chúng ta. Và một cái câu hỏi cuối cùng mà em muốn hỏi chị Trang đấy là cái điều gì, có nghĩa là chắc hẳn đấy là em biết một cái điều rằng là khi mà chị làm đến bây giờ chị có kỹ năng về marketing, về sale, về dẫn dắt được đội nhóm như vậy thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái cơ hội ở bên ngoài người ta rủ chị làm cái này, rủ chị làm cái kia. Thì đâu là lý do mà chị vẫn quyết định tập trung làm 100% với Nuskin, tức là tập trung vào 100% vào một con đường này và chị không hề có một cái lệch lạc, không có một cái suy nghĩ dù bao nhiêu cái cơ hội người này rủ, người kia rủ thì chị vẫn chọn một con đường và đi tiến về phía trước. À,
Cảm ơn thầy đã đặt câu hỏi này. Thật ra là bản thân mình cũng cũng nghe câu hỏi này mình cũng rất là thích. Có lẽ là bởi vì mình kiên định nên mình thích với câu hỏi này. Thì thật ra mà nói là mọi người biết không mà bản thân Trang là Trang cũng làm qua nhiều nghề trong 12 năm mà Trang làm truyền thống á, và cứ mỗi một lần chuyển đổi nghề mới là Trang phải học lại cái mới. Tức là mỗi một lần chuyển đổi Trang phải học lại cái mới. Cho nên đó là khi mà có nhiều người họ thấy Trang giỏi về marketing và họ thấy Trang giỏi về sale á, thì họ cũng có rủ rê Trang làm cái này cái nọ cái kia. Nhưng Trang biết được rằng là khi mà Trang chuyển đổi sang một cái cơ hội mới khác đi thì Trang vẫn phải học lại từ đầu, đó là cái đầu tiên các bạn. Mà như vậy thì mình đã đi theo con đường này rồi mà mình chuyển đổi mà mình phải học lại từ đầu, nó rất là mệt, nó rất là mệt và nó mất thời gian lại, tức là các bạn phải đi từ con số không lại, đó là cái đầu tiên các bạn. Cái thứ hai nữa là cái lý do vì sao mà Trang kiên định với Nu Skin, nguyên nhân á, nguyên nhân cốt lõi nhất là bởi vì ở Nu Skin á là nó có quá nhiều sản phẩm cho Trang làm. Đầu tiên Đúng. là đối tác nó quá good, là đối tác nó quá tốt, nó có nhiều sản phẩm cho Trang làm. Ví dụ như là ở Việt Nam không là 150 sản phẩm, ở quốc tế là 600 sản phẩm các bạn. Với cái số lượng sản phẩm như vậy thì và cái hệ sinh thái các bạn phải hiểu rằng bây giờ các bạn đi kinh doanh thì cái quan trọng nhất là sản phẩm, và cái quan trọng nhất làm sao có được một cái hệ sinh thái cho một cái con người dùng. Thì ở Nu Skin nó cho Trang được cái điều này. Giả dụ như những cái đối tác khác nó rủ Trang đi nhưng mà cái sản phẩm bên đó vẫn không đủ cho một hệ sinh thái sản phẩm, thì Trang là dân kinh doanh truyền thống các bạn, nên Trang hiểu được rằng là thằng nào mà có hệ sinh thái sản phẩm tốt thì là thằng đó chơi được và thằng đó thắng. Và như vậy thì việc của mình chỉ là kiên định với cái người đó thôi, kiên định 100% với cái người đó. Cho nên đó là lý do mà 100% ở đây Trang kiên định. Đầu tiên đó là về sản phẩm nữa, sản phẩm các bạn, ở không có một cái công ty nào mà một năm sản xuất ra 10 sản phẩm mới cho nhà phân phối họ làm gì cả. Cho nên đó là khi mà các bạn chuyển đổi như vậy á, hay là có những cái cơ hội mới ở bên ngoài á, thì sao Trang vẫn có một sự kiên định. Thứ hai đó là Trang muốn thành công trong Nu Skin. Làm bất kỳ một công việc gì cũng vậy, nếu mà bạn muốn thành công trong một cái lĩnh vực nào đó, bạn phải chấp nhận một cái quá trình đi với nó, là một cái quá trình, một chuỗi thời gian. Giống như là khi Trang vô Nu Skin, Trang xác định rằng Trang sẽ 100% với Nu Skin trong vòng là 5 năm để mà Trang đạt được cái vị trí là triệu đô, vì cái mục tiêu của Trang cũng là triệu đô. Cho nên là như vậy thì bắt buộc Trang phải phải cho mình một cái thời gian. Giả dụ như bây giờ là các bạn làm vài tháng, các bạn làm một năm sau bạn bị ngã nghiêng với những cơ hội khác thì các bạn cũng chẳng bao giờ thành công với những thứ đó cả. Nhưng nếu bạn chỉ tập trung một thứ thôi, kể cả Trang giả dụ đi không phải là Nu Skin nhưng ở môi trường khác đi, thì Trang tin rằng bạn bám đuổi với nó khoảng tầm 5 năm thôi là bạn cũng sẽ thành công. Cái bài học này là Trang học từ chính Trang, có nghĩa là ngày xưa Trang kinh doanh truyền thống của mọi người. Thì khi Trang kinh doanh truyền thống như vậy á thì Trang cái là Trang cứ thất bại xong Trang lại chuyển đổi sản phẩm khác. Trang thất bại cho Trang chuyển đổi sản phẩm khác, mà trong cái quá trình chuyển đổi đó nó chưa tới 12 tháng, tức là Trang làm khoảng tầm 8 tháng 9 tháng bắt đầu Trang thất bại xong Trang chuyển đổi sản phẩm khác, xong rồi cái 8 9 tháng lại thất bại xong lại chuyển đổi sản phẩm khác. Tức là Trang không có kiên trì á, Trang không có kiên trì và Trang không có có một cái tầm nhìn xa với cái công việc Trang làm. Nhưng khi vào Nu Skin đầu tiên là Trang có một cái tầm nhìn và Trang đi vì cái tầm nhìn đó chứ không phải là vì cái số tiền hiện tại Trang kiếm được các bạn. Trang đi vì cái tầm nhìn. Rồi cái thứ hai nữa là cái sản phẩm nó khiến cho Trang thành công vì cái sản phẩm đó, nó khiến cho Trang là thay đổi vì cái sản phẩm đó, và nó khiến cho Trang có được một cái hệ sinh thái cho khách hàng, và từ hệ sinh thái đó Trang bán từ bán nóng nè, xong rồi tới chăm sóc khách hàng nè, như vậy đi tìm ở bên ngoài để được cái hệ sinh thái đó. Trang nói thật với mọi người luôn, rất khó rất khó, hầu như ở bên ngoài nó chỉ có khoảng tầm là 5 sản phẩm 10 sản phẩm là hết rồi, trong khi bên Nu Skin là các bạn biết như thế nào mà mấy trăm sản phẩm để cho mình làm. Như vậy thì tại tội gì mình phải đổi. Và một điều nữa là trong cái môi trường của Nu Skin đó, Trang lại có quá nhiều cái người thầy triệu phú họ hỗ trợ. Cái người thầy triệu phú bạn ở môi trường khác nó không có, môi trường khác nó không có. Cho nên các bạn biết không, khi mà thầy Alan hỏi rằng mày có là họ thầy hỏi rằng mình muốn cái điều gì khi mà truyền tải thông điệp với đội nhóm của mình á, thì lúc đó là Trang nói mọi người luôn, Trang chỉ muốn một điều thôi, sự kiên định. Trang muốn tất cả là những bạn đã chọn Nu Skin á là phải có một cái sự kiên định, bởi vì Nu Skin nó cho bạn được tất cả mọi thứ. Còn các bạn làm bất kỳ công việc nào nó cũng có khó khăn hết á, bất kỳ kinh doanh nào cũng có thử thách cả. Trang xin lỗi nha, nếu mà kinh doanh mà không có thử thách là lừa đảo, lừa đảo luôn, Trang nói thẳng điều đó luôn. Cho nên đó là mọi người phải hiểu được một điều rằng thử thách là điều tất yếu, và thử thách là nó sẽ giúp cho con người các bạn trưởng thành hơn, bạn trưởng thành hơn trong chính thử thách đó. Và cái việc mà bạn kiên định với một cái mục tiêu duy nhất thôi, 3 năm, 5 năm, 10 năm bạn cũng sẽ thành công. Nhưng nếu mà 10 năm bạn làm 10 công việc thì bạn sẽ không thành công. 10 năm mà làm 10 công việc sẽ không thành công. Cho nên ở đây là lý do vì sao Trang kiên định, bởi vì trong này cái môi trường, đầu tiên Trang có môi trường DMX1B hỗ trợ, nó là đòn bẩy cho toàn bộ hệ thống luôn.
Cái thứ hai, Trang có được những người thầy triệu phú hỗ trợ thì tội gì không làm các bạn. Mà ở bên môi trường ngoài, xin lỗi, với cặp triệu phú không thấy, toàn là ảo không à. Rồi cái môi trường, cái thứ ba nữa đó là sản phẩm, là cái gốc, bởi vì nó có cái hệ sinh thái sản phẩm. Và cái cuối cùng nữa, nếu bạn bắt đầu một công việc nào đó thì bạn cũng phải đi từ con số 0 trở lại. Như vậy thì nếu mà cái việc mình đi từ con số 0 trở lại thì thay vì như vậy thì thôi, tốt nhất làm ơn là đi giữ vững cái công việc mình đang làm đi, để mình không phải đi lại từ con số 0, thì các bạn sẽ chạm đến cái thành công thôi, yên tâm, kiểu gì cũng thành công cả. Nhưng bạn cần có một sự kiên định với nó. Và khi nó, Trang cũng được học quy luật vũ trụ á, khi bạn nhất quán, bạn kiên định, bạn tập trung thì mọi thứ nó sẽ mở ra. Còn cái chuyện thử thách là chuyện bình thường, vượt qua được thử thách là ok. Mà các bạn yên tâm, để các bạn đi học lớp leadership á, lớp leadership là mọi giới hạn, mọi thử thách là bứt phá hết. Nói chung là Trang cũng trưởng thành từ leadership. Nói chung em lên mà hỏi mà chia sẻ là chỗ chia sẻ ào ào luôn. Em thấy là bây giờ em còn có đến hai câu hỏi mà muốn hỏi chị nữa. Câu hỏi kế okay, tiếp thằng. Là em muốn hỏi chị là cái em thấy là chị đã có những cái thời gian tập trung vào, có nghĩa là dù mình bán hàng tốt nè, rồi mình cũng marketing và mình có đội nhóm, thì bên cạnh đó đó thì tất cả các sự kiện thì đều chị đều có mặt 100%. Đó, thì chị có thể chia sẻ cho mọi người rằng là cái góc nhìn của chị về việc mà chúng ta tận dụng sự kiện như thế nào? Góc nhìn về việc tận dụng sự kiện. À, đầu tiên á, bởi vì Trang muốn, Trang là một leader, tức là ngày xưa là đội nhóm của Trang rất là ít mọi người, đội nhóm rất là ít, hoặc là những cái lớp học của thầy á, lớp học và phát triển bản thân của Trang, đội nhóm Trang vẫn ít, nhưng Trang vẫn đi coach và Trang vẫn đi một mình. Thậm chí là cũng có một mình Trang vẫn đi, có những buổi học ở nhà cô nghe một mình Trang vẫn đi. Thì cái lý do đó là Trang được học một điều, đó là nếu mà mình trong tâm thức của mình á, trong tư duy của mình xác định mình là một leader thì bắt buộc là mình phải có mặt trong các sự kiện. Như vậy thì cái dưới góc nhìn của Trang thì sự kiện cho mình cái gì? Thì sự kiện đầu tiên nó cho Trang lại cái năng lượng, nó cho Trang lại cái lửa, và nó cho Trang lại những bài học từ các leader khác, bài học từ các leader khác. Bởi vì bản thân Trang không thể nào hoàn thiện được, bản thân Trang không thể nào hoàn hảo được, kể cả mà cái việc đó Trang đã học rồi thì vẫn phải học lại. Thế là cái việc đã học rồi thì vẫn phải học lại. Giống như là thầy Alan về, và Trang xác định rằng bây giờ thầy về đợt này thì Trang sẽ đi học đợt đó. Và Trang chỉ không đi học hoặc Trang chỉ vắng mặt khi mà Trang có việc gia đình thôi các bạn. Và còn hầu như Trang đều có mặt 100%. Còn khi Trang không có mặt là bởi vì Trang về quê hoặc Trang có việc gia đình. Cho còn đâu là Trang có mặt hết. Bởi vì nó sẽ tu luyện cho Trang cái tính kỷ luật của một người leader. Cái thứ hai nữa là cái việc mà đi sự kiện nó là cái đòn bẩy à. Giả dụ như bây giờ nếu mà trong team Trang đi mà một mình Trang nói thôi thì Trang nói ngoài team Trang sẽ chán. Cái người nghe họ sẽ chán vì có một người nói à. Nhưng nếu giả dụ như đi sự kiện có nhiều người nói thì team Trang sẽ được học được rất là nhiều người, và các bạn cũng sẽ học được rất là nhiều người. Mỗi người sẽ có một cái màu sắc khác nhau, mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau, mỗi người đều có những cái điểm giỏi riêng. Thì mình học được một chút chút như vậy thì mình sẽ trưởng thành hơn. Cho nên là góc nhìn về cái việc mà phải tham gia sự kiện á, thì thật sự luôn là các anh chị em nên đi. Và khi mà mình tham gia sự kiện thì mình tập trung mình nghe 100%. Bởi vì đâu đó có thể câu chuyện đó mình nghe rồi đó, nhưng mình nghe lại lần thứ hai á, tự nhiên mình lại học ra một cái khác. Giống như là cái việc các bạn đọc một cuốn sách vậy á. Một cuốn sách bạn đọc thì khi mà bạn đọc một cuốn sách đó lần đầu tiên bạn sẽ thấy nó khác. Nhưng mà bạn đọc khoảng tầm 10 lần, mỗi một lần như vậy bạn cũng sẽ thấy nó khác. Nếu mà bạn tập trung 100% vào cái việc đọc sách, hay là cái việc đi sự kiện, hay là bạn nghe cái người trên đó chia sẻ, bạn sẽ học được rất là nhiều thứ. Bản thân Trang cũng học được rất là nhiều từ các leader khác, các leader khác, leader từ bên truyền thống hoặc từ cả bên trong đơn máy quanh mình. Trang học rất là nhiều, và thậm chí là Trang thấy leader nào hay là Trang bám đuổi Trang học luôn các bạn. Trang không có ngại về cái việc học, kể cả là bạn leader đó có nhỏ tuổi hơn Trang nữa thì Trang vẫn bám đuổi Trang học cho bằng được. Thì thôi là Trang lấy được kiến thức của bạn đó thì thôi đó. Cho nên là cái câu chuyện ở đây là cái góc nhìn mà để đi sự kiện á, là các bạn phải hiểu rằng nếu bạn là một người có tâm thức, trong tâm thức bạn có sẵn mình là một người leader thì bạn phải đi sự kiện. Bởi vì sau này bạn cũng sẽ là một speaker, sau này bạn cũng sẽ là một người nói chuyện đứng trên sân khấu hoặc là nói trước team mình, nói trước đám đông. Thì bạn cái việc bạn nghe đi nghe lại liên tục từ các sự kiện đó, nó sẽ khiến cho bạn đứng lên trên sân khấu, bạn sẽ nói chuẩn hơn. Cái thứ hai nữa, bạn sẽ là gương, bạn chính là một cái tấm gương cho đội nhóm của mình. Bởi vì á, bạn không đi thì đội nhóm bạn không đi, vì đây là luật hấp dẫn. Bạn đi thì đội nhóm bạn đi, và bạn không đi thì đội nhóm bạn cũng không đi. Mà có nhiều người nói rằng bây giờ em mới vô em không cần đi. Bạn mới vô, nhưng câu hỏi của mình đặt ra rằng sau này bạn có hệ thống không? Có. Sau này bạn có đội nhóm không? Có.
thì kiểu gì bạn cũng chẳng phải đi. Thì cái nếu mà bạn không đi thì sau này bạn cũng sẽ hút vào những người họ không đi sự kiện, mà họ không đi sự kiện họ sẽ không trưởng thành được. Và sau đó Trang được học được một điều rằng leader được sinh ra từ sự kiện, leader được sinh ra từ sự kiện. Thì sau này khi Trang đi nhiều sự kiện, Trang mới hiểu được cái câu nói đó là vì sao leader được sinh ra từ sự kiện. Bởi vì là họ được học hỏi liên tục, họ được trưởng thành liên tục từ trong các sự kiện đó, họ được học những cái ý rất là hay từ các người giỏi khác, từ các leader khác, và mình nghe được rất là nhiều góc nhìn. Mà nghe càng nhiều góc nhìn, mình có những cái kiến thức tổng hợp các bạn, thì là lúc đó mình sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và các bạn đi, các bạn nghe nhiều câu chuyện á, có nhiều câu chuyện chạm đến trái tim mình á, thì tự nhiên mình sẽ thay đổi, và tự nhiên mình sẽ sản sinh ra động lực cho chính mình, mà mình không cần một người nào tiếp thêm động lực cho mình cả. Thì cái sự kiện nó cho mình được cái điều đó. Nói chung là xác định mình là một leader thì mình phải làm gương, mình phải đi. Mình không đi thì team mình sẽ không đi, đội nhóm mình sẽ không đi. Mà đâu đằng Ok, này thì câu chuyện sẽ có vâng, là câu chuyện hay thành đúng công. chị Trang. Thực ra là khi mà nghe chị Trang thì em muốn bổ sung thêm một chút. Đó là gì? Mình phải luôn nhìn nhận đó là bản thân mình đã thực sự xuất sắc hay chưa? Mình đã thực sự thành công hay chưa? Nếu mình chưa thành công, mình chưa thực sự xuất sắc thì đó là lý do mình cần phải tham dự sự kiện. Bởi vì bản thân mình đấy là khi mà đã dù đã là Team Lead Platinum 4 Star rồi, có là cái danh hiệu cao nhất của Nu Skin rồi, nhưng mình vẫn luôn có một cảm giác đó là gì, vẫn đang còn rất là thiếu kiến thức. Và mỗi một lần đi một cái sự kiện đó là mình sẽ học được từ người này người kia, rồi mình nhìn thấy những cái câu chuyện của những người khác và làm cho mình càng có cảm hứng hơn, và mình có những bài học ở đó. Và bản thân chúng ta phải luôn có một cái đó là một cái thái độ học hỏi từ tất cả mọi người, có là những cái câu chuyện của những con người mới, và những con người mới đó sẽ luôn thổi ra cho mình một cái làn gió mới và mình sẽ học được từ họ. Bởi vì khi mà mình làm nhiều, làm đủ lâu đủ nhiều đó, tự nhiên mình sẽ có một cái cảm giác rằng là cảm thấy nó hơi cũ, đúng không? Nhưng khi mà mình đi một cái sự kiện đó, từ bắt đầu mình thấy những cái bạn executive mới này, cái sự hứng khởi của họ lại lan truyền cho mình một cái nguồn năng lượng, và thế là mình lại có cảm hứng hơn, về là mình làm quyết liệt hơn, và mình nhìn thấy rằng là ồ, mình hình như là đã lâu rồi mà mình nhìn thấy những con người này họ quyết liệt như vậy, mình làm cho mình càng có cảm hứng, đó là về mình phải quyết liệt hơn. Đó, từ đó là với góc nhìn của em thì em có bổ sung thêm một chút như vậy. Và một cái câu hỏi cuối, đó là câu hỏi cuối rồi, bởi vì bây giờ đã gần là 12 giờ đêm rồi. Thì câu hỏi cuối dành cho chị Trang đó là, trong quá trình mà chúng ta kinh doanh ấy, mà chúng ta làm việc với nhiều con người có nhiều cái đặc tính và nhiều cái tính cách khác nhau như vậy, thì một điều mà chúng ta không thể tránh được đó chính là mâu thuẫn giữa những thành viên trong đội nhóm, hay là giữa bản thân mình với những người khác đó. Thì từ đó dẫn tới đó là có những người thì họ chọn cách đó là giận dỗi, có người mà kiểu thích thì tôi làm nữa, thích thì tôi không làm nữa. Thì và chắc hẳn là có những lần là chị hay là với em hay là mọi người với nhau đó, có những cái mà mình bất đồng quan điểm với nhau, thì lúc đó chị đã xử lý những cái tình huống đó như thế nào, hay là chị nghĩ điều gì ở trong tâm trí của mình, thì chị có thể chia sẻ những cái điều đó cho mọi người, để chúng ta vẫn có được một mối quan hệ tốt và chúng ta vẫn phối hợp để chúng ta làm việc với nhau, giữa chị với em hay là với cô Nga hay là với các bạn ở trong team luôn. Tức là một cái góc nhìn của chị nói là về cái mối quan hệ và trong quá trình mà chúng ta giao tiếp với nhau. Rồi, xin mời chị. Góc nhìn vào trong mối quan hệ thì thực ra là bản thân trong đội nhóm mình chắc chắn nó phải có mâu thuẫn. Thực sự luôn là trong cái quá trong rất là nhiều mâu thuẫn đó thì có một cái người đồng hành với mình là ông chồng mình á, thì anh cũng hỗ trợ cho mình trong cái việc giải quyết mâu thuẫn khá là tốt. À, bởi vì anh Nhật ảnh cũng làm cái việc đó rất là tốt với con người, đó là cái đầu tiên. Nhưng riêng bản thân Trang á, khi mà Trang gặp trong những cái trường hợp đó thì là Trang đầu tiên là Trang sẽ nói chuyện một một, đầu tiên Trang sẽ nói chuyện lại một một với các bạn đó. Và cái thứ hai là Trang cũng sẽ không nghe một phía, bởi vì nếu mà Trang nghe một phía thì thật sự luôn là Trang không có ra được cái kết luận, và mình sẽ không có công tâm được, mình cũng không có minh bạch được. Cho nên là lúc đó thì thông thường những cái mâu thuẫn đó thì Trang hay tạo group cho các bạn nói chuyện với nhau, và mình đứng ở giữa để mình xem thử tình hình đó như thế nào. Còn nếu không á, thì là Trang sẽ nói chuyện một một, nói chuyện một một, và mình cần tìm hiểu xem thử rằng vì sao mà họ lại gặp cái vấn đề như vậy. Và nó thật sự luôn là những cái vấn đề này nó xảy ra bởi vì cái sự ích kỷ hoặc là cái sự phán xét á, lẫn nhau. Nên là trong đội nhóm hay hay xuất hiện những cái tình trạng như thế này. Thì bản thân Trang thì Trang ngay thời điểm đó Trang không có, đó là Trang không có suy nghĩ tiêu cực, là Trang không có suy nghĩ bất kỳ một suy nghĩ gì cả. Mà việc của Trang đó là Trang sẽ hỏi họ, hoặc là nếu mà
họ cha sẽ hỏi họ là cái nguyên nhân vì sao như vậy, và cha sẽ nghe từ nhiều phía, rồi sau đó cha mới đưa ra kết luận, và cha sẽ quan sát thêm 2 3 ngày nữa, sau đó rồi cha mới xử lý. Và khi xử lý như vậy thì cha sẽ xử lý một một trước, xử lý một một trước với riêng từng người một, rồi sau đó thì bắt đầu là cha mới mới họp nhóm, bắt đầu mới công bố. Hoặc có những cái sẽ công bố, có những cái sẽ không công bố, nhưng cái mà cha muốn nói đây là hầu như cha sẽ giải quyết một một, giải quyết một một. Thì cha nghĩ rằng cái việc giải quyết một một đó sẽ khiến cho Trang tôn trọng cái người đó hơn, kể cả cái việc họ ở lại hay họ ra đi, thì cái việc mình làm việc một một với họ thì cái tỷ lệ họ ở lại với mình nó vẫn sẽ cao hơn. Cho nên là rồi sau đó thì cái năm ngoái thầy Alan có dạy một câu là trước khi mà làm việc á, thì mình sẽ thỏa thuận với cái người đó, là trước khi họ đồng ý làm việc Nuskin với mình á, thì mình sẽ thỏa thuận với họ rằng khi mà bạn gặp khó khăn thì tôi sẽ bạn cần tôi cho bạn cái giải pháp gì. Thì đó là một câu coaching, và mình cũng hỏi cái câu đó với đội nhóm của mình hoặc với từng cá nhân một, khi họ có vấn đề thì họ cần cái giải quyết là cái gì. Còn cái chuyện mà mâu thuẫn giữa nội bộ với nhau á, thì Trang nói Trang thay đi tìm hiểu cái nguyên nhân, và sau đó Trang làm việc một một, và Trang cho họ biết rằng bởi vì các bạn biết không ạ, thực ra là cái này là do một phần là hàng ngày mình hay training về tư duy á. Trang rất là hay training về tư duy cho đội nhóm của mình hàng ngày. Thì trong cái tư duy về Trang training đó, thì Trang training một cái yếu tố, đó là mọi mối quan hệ, một mối quan hệ hoàn hảo nó đến từ một phía, là Trang hay luôn nhắc đi nhắc lại điều này. Thứ hai là chịu trách nhiệm 100% vào bản thân mình, là hai điều này. Như vậy thì khi mà mình training liên tục như vậy để mình giảm cái mâu thuẫn trong đội nhóm của mình đó, thì họ sẽ hiểu được rằng là cái việc đó nó xảy ra là đến từ phía họ nữa, chứ không phải là đến từ phía cái người kia không. Cho nên là cái việc tốt nhất là hãy giải quyết bản thân mình, chứ không phải là đi cãi nhau hay đi giải quyết với cái người đó. Để giải quyết người đó nó sẽ không ra vấn đề, nhưng đầu tiên là phải giải quyết mình trước, giải quyết mình trước. Thì nếu mình học được cái tính chịu trách nhiệm 100% về bản thân mình á, thì lúc này đội nhóm mình sẽ hạn chế cái việc mâu thuẫn rất là nhiều, nếu mà học được cái điều này. Và nếu mà các mình training được cho đội nhóm mình điều này, thì Trang tin rằng cái việc mà mâu thuẫn nó sẽ xảy ra tỷ lệ rất là thấp, tỷ lệ rất là thấp. Còn hầu như Trang giải quyết một 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 hết, và trong một một đó Trang cũng đặt câu hỏi rằng trong cái việc này là bạn đã chịu trách nhiệm 100% về bạn chưa, và cái vấn đề này nó đến nhờ do bạn hay là bạn có thấy rằng nó đến do bạn hay không. Tức là mọi thứ đều đến từ mình mà, nguyên nhân nhân và quả thôi, mọi thứ đến từ mình hết. Như vậy thì nếu mà mình hiểu được rằng mọi thứ đến từ mình, và mình cho đội nhóm mình hiểu được cái điều này, thì tự nhiên cái mối quan hệ nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Nói chung là trong cái việc này là hầu như phải hạ cái tôi xuống, và nếu mà mình biết hạ cái tôi mình xuống thì thật sự nó cũng tỷ lệ mâu thuẫn nó rất là thấp thầy, tỷ lệ mâu thuẫn rất là thấp. Đúng rồi. Và Không khi biết là mà câu chúng trả ta lời làm được cái này thì chúng ta sẽ có một cái đội nhóm đó là đoàn kết và phối hợp với nhau. Bởi vì thực ra là để chúng ta có thể có được cái thành công về việc mà xây dựng hệ thống, trở thành một người gọi là team lead Platinum 4 star đó, hay là thành viên 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu hay là 20 triệu đô đó, thì cái rất quan trọng đó là chúng ta phải biết vận dụng cái sức mạnh giữa các downline, upline, sideline. Có là vậy thì mà để mà chúng ta vận dụng được một cái sự đoàn kết như vậy thì đó chính là cái mối quan hệ. Chúng ta phải có một cái mối quan hệ tốt, chứ đừng bao giờ chúng ta để một cái đó là gì, chúng ta chỉ cần tôi đủ giỏi là được. Thực ra không ai có thể là giỏi toàn bộ hết, mà chúng ta kể cả chúng ta giỏi xuất chúng đến cỡ mấy thì chúng ta cũng cần những người giỏi khác xung quanh nữa, và chúng ta phối hợp lại với nhau. 10 cái đầu thì nó luôn luôn vẫn tốt hơn là một cái đầu, đúng chị đó. Thì bây giờ rất cảm ơn chị Trang đã dành hơn 1 tiếng 15 phút dành cho buổi livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn chị, và em muốn gửi tặng chị là 10 cuốn sách Hành trình người xuất chúng để cảm ơn một cái buổi livestream rất là tuyệt vời của hôm nay. Yes, Chị Trang, 10 cuốn tập 2 chị ạ. Vừa tập 1 và tập 2 oh. luôn. Tập 1 là chắc chị có nhiều rồi đúng không? Em sẽ gửi tặng cho chị là 10 cuốn tập 2. Yes. Và tất cả chúng ta sau khi mà chúng ta livestream có nghe cái buổi hôm nay đó, chúng ta học được những bài học gì, thì tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment về những bài học của chúng ta dưới cái đoạn livestream này, và chúng ta gửi những cái lời cảm ơn tới chị Trang. Nếu mà chúng ta ở gần nhau thì chúng ta dành cho nhau tràng pháo tay thật lớn. Nhưng nếu không gần nhau để chúng ta dành cho nhau tràng pháo tay thì chúng ta hãy để lại những cái trái tim hay lời yêu thương hay là lời cảm ơn tới chị Trang. Và trong buổi tối ngày mai sẽ là chúng ta sẽ gặp tiếp một cái người thành viên rất là xuất sắc khác trong cái đội nhóm của chúng ta, sẽ cùng chia sẻ và giúp cho chúng ta có những cái góc nhìn và có một buổi livestream, và chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, và để chúng ta cùng hoàn thiện và chúng ta phát triển với nhau.
Và một lần nữa em rất là cảm ơn chị Trang đã dành một cái thời gian rất là quý báu để chia sẻ với tất cả chúng ta ở trong cái group đó là Hành Trình Người Xuất Chúng. Cảm ơn chị Trang, chúc chị Trang buổi tối ngủ ngon chị nhá. Hẹn gặp lại trong thời gian tới. Được không? Cảm ơn thầy. Xin chào tất cả mọi người. Chia sẻ gì với mọi người không ạ? Xin chào tất cả mọi người và chúc cả nhà mình ngủ ngon. Và trước khi đi ngủ nhớ NLP. NLP mục tiêu của mình và các bạn đọc tuyên bố và đọc công thức tự tin về NLP cho mục tiêu của mình. Xin chào mọi người và xin chào mọi người. Rồi, xin chào chị Trang và chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn thầy nhiều đã cho chị có cơ hội chia sẻ. Dạ vâng, cảm ơn chị Trang. Lúc nãy giờ anh Nhật là thả tim rất là nhiều cho chị rồi đấy. Rồi, cảm ơn chị. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.